chương 5000, chiến lực bộc phát hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, tinh không vô cùng an tĩnh, trừ chấn kinh chính là chấn kinh, tất cả mọi người không nghĩ được điều gì khác. Trước nay chưa từng có, việc như vậy lại diễn ra trước mắt bọn họ. Thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, không, vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Lăng Hàn, có đế tử nói nhỏ, hắn đã chấn kinh, lại có phẫn nộ, càng có một loại sợ hãi khó tả. So sánh với hắn, đế tử chính là con gà. Về sau, tinh không lâm vào điên cuồng, thật nhiều người đều mở ra liên tiếp khí, đang tiến hành tinh võng trực tiếp, số người xem liên tục tăng vọt. Mà khi Lăng Hàn một quyền xử lý mã bang dạ, hình ảnh như thế lan truyền khắp mỗi góc của tinh không, cũng nghênh đón cao trào lớn nhất, có thể nói, người nắm giữ liên tiếp khí có tới 99% rời mắt vào trận đấu này, bọn họ chỉ phân tán ở khắp nơi mà thôi. Trời ạ, à, tại sao có thể có giáo chủ như vậy? Giết tôn giả, hơn nữa là một kích miểu sát, các ngươi thấy không, hắn một kích có thể đánh ra 35 đạo quy tắc lục tinh. Đúng vậy, chỉ riêng việc này đã lưu vào sử sách. Đáng tiếc, ai, thật sự đáng tiếc, hắn càng biểu hiện cường đại, càng đáng tiếc, vĩnh viễn bị giam cầm ở cảnh giới giáo chủ, cho dù đánh bại tôn giả thì thế nào, gặp tôn giả cao giai cũng thua. Lui một bước mà nói, cho dù hắn không thua tôn giả cao giai thì sao, thánh nhân xuất thủ, hắn cũng phải chết. Đời này không có chiến lực thánh cấp, huống chi là đại đế. Không có cách, quá cường đại làm trời ghen ghét người trên tinh võng bàn tán tất cả đều thảo luận việc liên quan tới lăng hàn hiện tại lăng hàn yêu nghiệt cường đại đã không thể nghi ngờ nhưng tương tự hắn bị trời ghen ghét vĩnh viễn giam cầm ở cảnh giới giáo chủ cũng làm người ta cảm thấy đáng tiếc bằng không thì thiên hạ còn người nào tranh đoạt đế vị với lăng hàn ai xứng lăng hàn một tên thế hệ hoàng kim hét lớn người xuất thủ thật sự ngoan độc chỉ là luận bàn mà thôi người lại dồn người ta vào chỗ chết giống như ngươi người, người thiên địa khó tha thứ, oanh, hắn lập tức giết tới, hắn xuất trưởng mang theo 10 đạo quy tắc thất tinh lấp lánh. Hồng liên đế tộc, đào vũ, tôn giả tam tinh. Lang hàn cười lạnh, hiện tại các ngươi không cần mặt mũi sao, hắn phát động phượng dực thiên tường tránh thoát một kích này. Chết đi, đào vũ nếu xuất thủ, hắn không quan tâm mặt mũi, hắn chỉ muốn diệt trừ lăng hàn. Mặc dù lăng hàn đã vĩnh viễn không đột phá cảnh giới giáo chủ, nhưng đế tử ăn thua thiệt trong tay hắn quá nhiều, nhất định phải xử lý hắn mới hả giận oanh, 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 đào vũ chính là đế tử, càng là thế hệ hoàng kim, chiến lực của hắn không phải mã bang giả có thể sánh ngang. Mười đạo quy tắc bộc phát, ngay cả tinh không cũng rung động. Tất cả mọi người lắc đầu, lang hàn quá yêu nghiệt, nhưng giáo chủ có thể vận dụng 35 quy tắc lục tinh khẳng định đã là cực hạn, cho nên hắn có thể ngang hàng với đào vũ. Mặc dù mọi người không biết rõ, nhưng từ trước đó lang hàn đánh với mã bang dạ, bọn họ đã đoán được đại khái, Lăng Hàn xuất ra 10 đạo quy tắc lục tinh là có thể ngang hàng một đạo quy tắc thất tinh. Như vậy, 35 đạo quy tắc lục tinh chết no cũng chỉ ngang hàng 4 đạo quy tắc thất tinh. Hiện tại đào vũ một kích là 10 đạo quy tắc thất tinh, đương nhiên là nghiền ép, khó trách Lăng Hàn không dám đón đỡ. Lăng Hàn, người vĩnh viễn bị vây khốn ở cảnh giới giáo chủ, người lại dày vò ra nhiều việc như thế, nếu như thế, ta cũng nên giải thoát cho ngươi. Đào vũ vừa cường thế oanh kích, hắn vừa dùng đả kích tinh thần của Lăng Hàn. Người yêu nhiệt thì như thế nào, đã phế rồi. Lăng Hàn hừ một tiếng, đấm ra một quyền, đánh ra một đạo quyền quang nghinh kích đào vũ. Bành, một kích này bị hắn hóa giải dễ dàng. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Bốn người đạo quy tắc. Trời ạ, à, 35 đạo quy tắc không phải cực hạn của Lăng Hàn. Hắn là giáo chủ như thế nào? Đúng vậy, hắn bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn, các giáo chủ khác làm sao chịu nổi. Ân, về sau giữa giáo chủ và tôn giả sẽ có thêm một cảnh giới, đó là cảnh giới của Lăng Hàn. T, các người nói, bốn người đạo quy tắc có phải cực hạn của Lăng Hàn hay không? Ách, người suy nghĩ nhiều, bốn người đạo, đã vượt qua cực hạn gấp đôi rồi. Đúng vậy, ta vẫn cảm thấy có thể, cho dù là ở hiện trường hay thông qua tinh võng quan sát, tất cả mọi người không nhịn được nghĩ, bốn người đạo quy tắc lục tinh có phải cực hạn của Lăng Hàn không? Ngươi, đào vỗ chấn kinh đến mức hai mắt đỏ rực, hắn biết rõ Lăng Hàn sẽ bị giam ở cảnh giới giáo chủ vĩnh viễn, yêu nghiệt hơn nữa thì sao? bốn người đạo quy tắc lục tinh đấy ai nhìn thấy mà không chấn kinh hồi lâu lại đến lăng hàn cười nói hắn chủ động xuất thủ lần này năm đạo quy tắc lục tinh mẹ nó toàn bộ tinh võng yên tĩnh vào lúc này bất cứ lời lẽ gì cũng không thể diễn tả khiếp sợ trong lòng bọn họ chỉ có im lặng sau đó kính nể đào vũ đánh ra một kích nhẹ nhóm hóa giải một quyền của lăng hàn nhưng trong lòng hắn không có đắc ý thậm chí có cảm giác sợ hãi năm đạo là cực hạn sao không phải Lăng Hàn lại vung một quyền, lần này lại thêm 10 đạo quy tắc. Bành, như cũ, một kích của Lăng Hàn bị hóa giải dễ dàng, tiếp theo đó, Lăng Hàn lại xuất ra 70 đạo quy tắc. Tất cả mọi người im lặng, lúc này không ai hô to gọi nhỏ, biểu đạt kinh ngạc của của mọi người đã nói lên tất cả. Lại đến, 80 đạo, oanh, một kích này va chạm với nhau, cho dù đào vũ vẫn có thể hóa giải công kích của Lăng Hàn nhưng chênh lệch giữa song phương không lớn. Lăng Hàn thét dài một tiếng, đánh ra chiến lược cực hạn, chín người đảo, lần này, Lăng Hàn không tiếp tục viễn trình công kích, hắn lao tới tấn công. Bang, pha chạm một kích với nhau, Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài, nhưng đảo vũ lại lui về phía sau mấy bước. Mẹ nó, kém chút đánh ngang tay. Không không không, Lăng Hàn nhiều nhất chỉ đánh ra 90 đạo quy tắc lục tinh, hắn vẫn không bằng đảo vũ. Nhưng mà, quá kinh khủng, mọi người khôi phục năng lực nói chuyện, càng cảm thấy chờ mong, Lăng Hàn có thể tiến thêm một bước đánh ra trăm đạo quy tắc lục tinh, kể từ đó, hắn khẳng định có thể chân chính đối kháng đảo vũ. Nhưng một kích đánh ra 90 đạo quy tắc lục tinh đã là cực hạn của Lăng Hàn, tiếp theo, mặc dù là hắn cũng không thể tăng thêm quy tắc. 90 đạo, hẳn là cực hạn, đối với giáo chủ bình thường mà nói, cửu kinh cũng chỉ nắm giữ 9 đạo quy tắc. Hắn là 90 đạo, trời à, đây là thành tựu trước nay chưa từng có, sau này cũng không ai có. Mặc dù mọi người đã sớm công nhận, Lăng Hàn chính là thiên tài mạnh nhất trong lịch sử, giáo chủ mạnh nhất, nhưng hắn tăng bản thân mình lên độ cao không ai sánh bằng, không ai có thể vượt qua. Đế tử, đinh thụ khiếp sợ khó nói thành lời, nhất là đám người đinh thụ đều là bá chủ nguyên thế giới, mặc dù trước đó cũng có chút tranh lệch, hiện tại tranh lệch lớn như thế. Người uống thuốc hay bật hách, chương năm 2001, càng đánh càng mạnh. Lăng hàn thét dài một tiếng, công kích không ngừng, mặc dù ở phương diện quy tắc hắn kém hơn một tinh, nhưng thể phách của hắn đầy đủ cường hoành, lại thêm phượng dực thiên tường tốc độ cao, hắn hoàn toàn có tư cách đánh với đảo vũ một trận. Lực lượng không phải nhân tố duy nhất quyết định chiến lực, quy tắc cũng không phải. Nhưng mà, không thể phủ nhận là, đảo vũ nắm giữ ưu thế một tinh đã chiếm giữ ưu thế. Dù sao cũng là tôn giả tam tinh, thế hệ hoàng kim. Cuối cùng áp chế lăng hàn, hơn nữa, lăng hàn không gia tăng quy tắc, các đế tử thở ra. Tốt rồi, tên yêu nghiệt này biến thái cũng có hạn mức cao nhất. Nhưng mà, tôn giả tam tinh thế hệ hoàng kim lại chậm chạp không có cách gì đánh bại một tên giáo chủ kéo càng lâu càng làm đế tử mất mặt đây đúng là đủ đánh mặt với lăng hàn đến nói đây đã là vô thượng vinh dự có thể dùng thân giáo chủ làm được điểm này hắn cũng đủ tự hào nhưng mà với tính cách cường ngạnh của lăng hàn hắn sẽ thỏa mãn hay sao hắn muốn thắng nhưng phương diện quy tắc hắn kém một tinh hơn nữa lực lượng cũng bị áp chế ưu thế duy nhất chính là tốc độ nhưng bằng vào tốc độ muốn đánh bại thế hệ hoàng kim Lăng Hàn vô cùng tỉnh táo, hắn tìm kiếm phương pháp giải quyết. Có thể đối kháng với tôn giả, là bởi vì hắn nắm giữ quy tắc và vận luật nào đó, sau khi giao thủ với Tiểu Thanh Long, hắn vẫn nghiên cứu nguyên nhân. Vì cái gì quy tắc đan vào nhau thì uy lực tăng mạnh như thế. Hiện tại chiến đấu gian khổ như vậy, Lăng Hàn cũng bị bức bách tới cực hạn, đại não vận chuyển nhanh hơn bình thường gấp 10 gấp trăm lần. Uy lực quy tắc của ta mạnh như thế, thậm chí 10 đạo đan vào có thể so sánh với quy tắc thất tinh, là bởi vì quy tắc kích phát lẫn nhau, làm cho uy lực tăng lớn. Như vậy, nếu như ta có thể tăng thêm một bước kích phát hiệu quả này, chiến lực của ta sẽ tăng lên. Quy tắc đan vào nhau không phải lăng hàn chủ động gây nên, mà là hắn đột phá thập tinh thì biến thành như thế. Hiện tại, hắn bắt đầu cải biến, nhưng muốn thay đổi, chiến lực của hắn sẽ giảm xuống. Bành, đào vũ một kích đánh lăng hàn bay ra ngoài, quy tắc hóa thành lưỡi dao và chém vào ngực hắn. Đau đau đau, lăng hàn nhe răng, cúi đầu xem xét, trên ngực xuất hiện một đạo vết thương thật sâu xương cốt cũng xuất hiện vết cắt nhàn nhạt không có cách hắn kích phát sai lầm sau khi điều khiển tinh vi quy tắc không những không tăng lên ngược lại giảm xuống rất nhiều từ đó hắn không thể ngăn cản công kích của đào vũ không được không thể nếm thử không có mục đích như vậy quy tắc đan vào vô cùng phức tạp nếu có thể tùy tiện kiểm tra xong chẳng phải giáo chủ đều đánh thắng tôn giả hắn vận chuyển thập tu thuật hắn vừa khôi phục thương thế vừa bảo trì xu thế ban đầu đấu với đảo vũ nhưng mà ở trong đầu của hắn đang thôi diễn cực nhanh hiện tại phân tích huyền bí quy tắc đan vào nhau coi đây là bản gốc hắn phải kích phát lần nữa người khác không thể nào nếm thử bởi vì bản thân quy tắc đang biến hóa cho nên số lượng nếm thử cũng không có cực hạn căn bản không có khả năng hoàn thành nhưng lang hàn thì khác bởi vì hắn nắm giữ phương pháp quy tắc đan vào nhau hoàn toàn có thể tham khảo đây là ưu thế lớn nhất của hắn có lẽ đây là phương pháp đan vào duy nhất không có khả năng lại tăng uy lực lên nhưng nếu không thử nghiệm, với tính cách của Lăng Hàn sẽ bỏ qua. Chiến đấu tiếp tục, một ngày, hai ngày, ba ngày, hai đại cường giả đều có ý ngưng chiến. Một người không muốn thua, một người khác nhất định phải thắng, bởi vậy, chiến cuộc tự nhiên lâm vào rằng co. Không có người không kiên nhẫn, chiến đấu như vậy bình thường có cơ hội nhìn thấy. Tôn giả chiến đấu, tồn tại mạnh nhất dưới thánh nhân. Chỉ cần có thể phỏng đoán một tia ảo diệu, có chút cảm ngô cũng đã lời lớn. Cho dù là mấy người đế tử, Đinh Thụ đều quan sát Lăng Hàn, tìm tòi nghiên cứu bí mật quy tắc đan vào nhau của hắn. Lấy sự thông minh của bọn họ, chẳng lẽ lâu như vậy còn không nhìn ra quy tắc đan vào nhau hay sao? Chỉ có quy tắc đan vào nhau mới khủng bố như thế, cũng làm trái tim người ta đập thình thịch, muốn thăm dò ảo diệu trong đó, biến hóa cho bản thân sử dụng. Cho nên, đối với mỗi người mà nói, đều hy vọng chiến đấu sẽ tiếp tục kéo dài để bọn họ tìm hiểu huyền bí. Trừ một người, Đào Vũ, hắn làm đối thủ của Lăng Hàn, tự nhiên hắn muốn mau chóng giải quyết lăng hàn, thời gian kéo càng lâu, mặt mũi của hắn càng mất lớn. Chết, hắn có ý định kéo chậm tiết tấu của chiến đấu, hắn không phải ngu ngốc, hắn đang thích lũy quy tắc. Oanh, hắn xuất kích mang theo 12 quy tắc, xeo, lăng hàn vận chuyển phượng dực thiên tường tránh né một kích này. Muốn lừa hắn, ha ha, bỗng nhiên hai mắt lăng hàn bắn ra tia sáng. Hắn cuối cùng có cảm ngộ, đến, một quyền vẫn là 90 đạo quy tắc, nhưng thứ tự đan vào nhau biến hóa vi diệu, ầm, va chạm một kích, Lăng Hàn vẫn bị đánh bay ra ngoài, nhưng Đào Vũ lại khiếp sợ. Bởi vì hắn mẫn cảm phát hiện, chiến lực Lăng Hàn lại tăng thêm một chút. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng bọn họ đều toàn lực ứng phó, uy lực cực hạn tăng lên một ít, đây là chuyện khó khăn cỡ nào. Nhưng bởi vì biên độ tăng lên quá nhỏ, bởi vậy chỉ có Đào Vũ là đối thủ mới phát hiện, những người khác xem ra đây là việc bình thường, không phải Lăng Hàn lại bị đánh bay sao. Lăng Hàn tươi cười, cố gắng của hắn không có uổng phí lại đến, quy tắc càng nhiều, đan vào biến hóa cũng càng nhiều, cho nên, chiến lược tăng lên không gian cũng càng lớn. Lăng Hàn đã tìm ra đầu mối, hắn xuất quyền, chiến lực không ngừng tăng lên. Khi qua nửa ngày, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, trên phương diện quy tắc, Lăng Hàn đã không thua đào vũ. Hiện tại đào vũ có ưu thế duy nhất chính là lực lượng. Nhưng bắt đầu từ chân ngã cảnh, tác dụng của lực lượng đã giảm nhỏ đi rất nhiều, trừ phi ngươi nghiền ép, nếu không ảnh hưởng rất nhỏ lên chiến lực. Bởi vậy, một ít lực lượng này không giúp đào vũ chiếm thượng phong. Hai người đánh thành ngang tay, trời ơi, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, đây là người sao? Lăng Hàn đấm ra, hắn cảm thấy lực lượng của mình có tăng lên, vẫn không có phát huy uy lực của quy tắc tới cực hạn. Đến, tái chiến, vừa vặn biến hắn thành đá mài đao. Tái chiến một ngày, quả nhiên chiến lực Lăng Hàn lại tăng lên một phần, nắm giữ ưu thế vô cùng yếu ớt. Dừng tay, đế tử Minh mở miệng, hắn trực tiếp xuất thủ ngăn cản chiến đấu không thể đánh nữa, không thì Lăng Hàn sẽ càng ngày càng mạnh. Đây chính là đồ biến thái, không thể cân nhắc theo lẽ thường. chương năm 2002, khiêu chiến đỉnh phong. Dù tất cả mọi người biết rõ Lăng Hàn sẽ bị vĩnh viễn vây ở cảnh giới giáo chủ nhưng đế tử Minh vẫn không muốn Lăng Hàn trở nên cường đại hơn. Lần yến hội này là dùng nhục nhã Lăng Hàn, không phải để hắn dương oai. Đào vô tức giận lui trở về, khuôn mặt âm tình bất định. Quá mất mặt, đường đường tôn giả tam tinh lại không thể trấn áp một giáo chủ, nhất định sẽ làm hắn thành trò cười vạn cổ. Nếu như nói, Lăng Hàn tương lai có thể thành đế, vậy hắn chỉ ít còn tốt một chút, dù sao cũng là bại bởi đại đế tương lai. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn sẽ vĩnh viễn bị vây ở cảnh giới giáo chủ, đây mới là điểm chí mạng nhất. Vô cùng nhục nhã, Lăng Hàn đứng chắp tay, hắn nhìn sang đế tử Minh nhìn. Thế nào, người cũng muốn lãnh giáo ta một chút, đế tử Minh suy một tiếng, người còn chưa xứng, nhưng hắn là tôn giả thất tinh, với chiến lược Lăng Hàn biểu hiện ra, hắn có ưu thế nghiền ép bởi vậy hắn nói câu này không tính là khoác lác đế tử thiên cũng mở miệng tranh lệch thời gian không nhiều lắm thịnh yến lần này nên chấm dứt a à, cứ thu chàng như vậy không phải đã nói muốn nhục nhã lăng hàn sao hiện tại thế nào ngược lại là đế tộc bị lăng hàn nhục nhã đế tử tâm cao khí ngạo bọn họ sẽ nhịn cơn tức này quả thực không có cách gì tưởng tượng đế tử minh tiếp tục nói đông lâm đế tộc không phải muốn tìm giai ngẫu cho chỉ tiên tử hay sao hiện tại nơi này thiên tài như mây cũng có người lọt vào pháp nhãn của đông lâm đế tộc nha ồ tại sao lại kéo tới việc này đúng rồi rất nhiều người lập tức gật đầu lăng hàn yêu nghiệt quá kinh khủng ngay cả tôn giả tam tinh thế hệ hoàng kim cũng không cách nào áp chế xuất động thế hệ hoàng kim mạnh hơn thắng thì thế nào người trong cả thiên hạ đều thông qua tinh võng thấy rõ ràng như vậy chỉ làm đế tộc mất mặt nhưng trở lại vấn đề trì mộng hàm đông lâm đế tộc có khả năng gả đế nữ cho lăng hàn sao hoàn toàn không có khả năng lăng hàn yêu nghiệt thì như thế nào bị vây vĩnh viễn ở giáo chủ người có thể so với tôn giả thì sao thế hệ hoàng kim đều có tư chất thành thánh lăng hàn người châu bò hơn nữa có thể khiêu chiến thánh nhân sao hơn nữa chỉ mộng hàm thiên phú cao đến kinh người nàng muốn tìm hôn phu tất nhiên cần người có thể trùng kích đế vị cho nên việc này không có quan hệ với lăng hàn ha ha trơ mắt nhìn nữ nhân bị gả cho người khác đây là đả kích lớn cỡ nào đánh mặt như thế mới là đau nhất. Ha ha, rất hợp tâm ý của lão phu. Lão tôn giả của Đông Lâm đế tộc lên tiếng, hắn là đế tử đời trước, đã sớm tu đến cấp bậc cửu tinh, nhưng cũng không cách nào tiến thêm một bước, không có duyên với thánh nhân. Ánh mắt của hắn nhìn quanh, hắn thản nhiên nói, lão phu đại biểu Đông Lâm đế tộc, hiện tại tuyên bố chọn lựa hôn phu cho Trì Mộng Hàm là. Tỷ phu, Trì Mộng San lập tức xen vào, nhưng ngay lúc đó lại bị trấn áp. Bách Lý Thiên, Lão tôn giả đông lâm đế tộc lớn tiếng nói ra, cho dù trong tinh không vắng lặng, giọng nói của hắn vẫn truyền khắp bốn phía. Quả nhiên, tất cả mọi người đều gật đầu, đông lâm đế tộc tuyệt đối không có khả năng lựa chọn lăng hàn làm dễ hiền, một tên phế nhân mà thôi, cho dù là giáo chủ mạnh nhất lịch sử thì có thể mang cho đế tộc chỗ tốt gì. Khi đại đế xuất hiện, danh hiệu giáo chủ mạnh nhất thì làm được gì? Xoát, trong thời gian ngắn, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía lăng hàn. Lăng hàn sẽ có phản ứng gì? nếu như ngầm thừa nhận không hành động vậy nữ nhân của mình bị cướp thế mà còn không dám lên tiếng hắn sẽ bị đả kích bao lớn nếu như bộc phát ha ha hắn khiêu chiến bách lý thiên không phải muốn chết sao thấy thế nào cũng là khốn cục không phải mất thể diện thì bỏ mạng từ khi lăng hàn xuất hiện ở đây hắn đã rơi vào cạm bẫy khác biệt ở chỗ trước đó đế tử còn muốn đánh bại lăng hàn làm hắn nhận đả kích liên hoàn tất cả mọi người nhìn sang lăng hàn lần này thật sự là khó làm Ngươi có phải nam nhân hay không? Chỉ mộng hàm không ngừng nói trong lòng. Không nên vọng động, không nên vọng động, nàng bị thánh nhân trong tộc giam cầm tu vi, thậm chí nàng không thể nói chuyện. Trong ánh mắt chờ mong của vô số người, Lăng Hàn bật cười lớn, thản nhiên nói. Các ngươi đang chờ ta xuất thủ, ta é thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Bách Lý Thiên, ngươi sẽ biết, cho dù ngươi là tôn giả thất tinh, nhưng ngươi vẫn không có khả năng làm gì được ta. Bách Lý Thiên hừ nhẹ một tiếng, hắn rất không vui. Thông gia với Đông Lâm đế tộc đã được quyết định từ sớm, chỉ là đặt tới hiện tại mới nói ra, bởi vậy, hắn tự nhiên không ngạc nhiên chút nào. Nhưng bị một giáo chủ khiêu chiến, cho dù nằm trong kế hoạch nhưng hắn vẫn khó chịu. Ta, ban thưởng ngươi chết một lần, hắn thản nhiên nói, đến, lang hàn thét dài một tiếng, hắn chủ động giết ra ngoài, phát động phượng dược thiên tường, hai cánh hỏa diễm kéo dài vạn trường. Xeo, hắn xuất hiện trước mặt Bách Lý Thiên và xuất ra một quyền, Muốn chết, Bách Lý Thiên tiện tay ngăn cản, nhưng hắn là tôn giả thất tinh, tiện tay một kích đã có 14 đạo quy tắc thất tinh xuất hiện. Bang, công kích của Lăng Hàn bị hóa giải, Bách Lý Thiên lại thừa cơ phản kích, hắn xuất ra một trường hủy thiên diệt địa. Hắn cách thắp sáng thánh hỏa không xa, chiến lực tự nhiên khủng bố vô biên. Lăng Hàn không có đón đỡ, đây không phải là đào vũ, hắn kém ngô tinh, đây là nghiền ép tuyệt đối. Đôi cánh vỗ nhẹ, hắn tới lui tự nhiên, Bách Lý Thiên một kích thất bại, hắn không đặt trong lòng thản nhiên nói lăng hàn nếu ngươi khiêu chiến ta vì sao còn muốn trốn tránh ngươi muốn đánh bại ta như thế sao lăng hàn không nói gì hắn thả người đánh chính diện bị lừa rồi tất cả mọi người lắc đầu rõ ràng phép khích tướng vì cái gì lăng hàn dễ dàng bị lừa như vậy bách lý thiên tươi cười hắn xuất ra một quyền ông hắn xuất một quyền bỗng nhiên trước người lăng hàn xuất hiện một tòa tháp bao phủ đối phương vào trong bởi vậy một quyền này hắn đánh vào thân tháp lúc này hắn có cảm giác đấm vào tấm sắt nắm đấm sinh ra đau nhức khốn kiếp thứ gì đó hắn còn chưa kịp suy nghĩ chỉ thấy tòa tháp biến mất mặc dù lăng hàn bị hắn đánh lui mấy trăm trượng nhưng chút khoảng cách ấy đối với hắn không phải là vấn đề gì hắn lại xuất thêm một quyền bởi vì vội vàng bách lý thiên chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ bày ra chín đạo quy tắc thất tinh bành lăng hàn đánh ra một kích nhưng chỉ đánh vỡ phòng ngự của bách lý thiên công kích của hắn hoàn toàn vô lực dù sao tranh lệch cảnh giới quá lớn. Dù là như thế, mọi người cũng chấn kinh, Lăng Hàn kém một chút nữa đã uy hiếp đến Bách Lý Thiên. Mẫu kim, ánh mắt Bách Lý Thiên sáng lên, hắn hiểu ra, có thể làm cho một quyền của hắn đánh vào, phản chấn mạnh đến mức xương cốt sắp rạn dạ nứt, như vậy cũng chỉ có thánh liệu và mẫu kim, mà hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy đế binh, tự nhiên nhận ra ngay. chương năm 2003, thánh khí xuất hiện. Cái gì, mẫu kim, ánh mắt mọi người nhìn sang Lăng Hàn, tòa tháp lóe lên và biến mất chính là mẫu kim tạo thành. Khó trách, có thể ngăn cản được một kích của Bách Lý Thiên. T, gia hỏa này là thiên mệnh chi tử hay sao? Có vị đại đế nào không phải sau khi thành đạo mới có mẫu kim, chế thành đế binh? Lăng Hàn thì sao, thời điểm giáo chủ đã nắm giữ? Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu không phải gia hỏa này quá ưu tú bị trời ghét, có ai có thể tranh đế vị với hắn? Chiến lực cùng dai vô song, lại có chuẩn đế binh nơi tay, không ai có tư cách thành đế như hắn ngươi cho rằng có chuẩn đế binh thì có thể cản ta bách lý thiên thản nhiên nói ánh mắt của hắn mang theo nóng bỏng lăng hàn đã vận dụng chuẩn đế binh nói rõ hắn đã vận dụng át chủ bài cũng phát huy thực lực đỉnh phong nếu biết cực hạn chân chính của lăng hàn vậy đối phó hắn còn không dễ dàng sau khi giết lăng hàn mẫu kim cũng là của hắn đây là thiên mệnh sở quy lăng hàn cười nhạt ngươi lại thử một chút câu nói này hắn tràn ngập tự tin cảm xúc của rất nhiều người bộc phát Bọn họ hưng phấn giống to lên. Chết, Bách Lý Thiên vô cùng tỉnh táo, thân thể tới gần Lăng Hàn, hắn xuất ra một trường 14 đạo quy tắc thất tinh lấp lánh, hóa thành một đạo thần binh chém về phía Lăng Hàn. Bang, Hỗn Độn Cực Lôi Tháp kịp thời xuất hiện ngăn cản một kích này. Quy tắc thất tinh thì như thế nào, tổn thương được Mẫu Kim hay sao? Nhưng mà, dù sao Bách Lý Thiên có được ưu thế lực lượng, mặc dù Hỗn Độn Cực Lôi Tháp đỡ được công kích nhưng không thể làm gì. Lúc này, Lăng Hàn thu hồi Mẫu Kim hắn xuất ra một quyền đáp lễ. Chờ lấy ngươi đấy, Bách Lý Thiên cười lạnh, hắn lại vận dụng 14 đạo quy tắc. Sau khi bị đánh đột ngột, còn muốn lừa hắn, ngươi xem thế hệ Hoàng Kim là kẻ ngốc sao. Lăng Hàn cười ha ha, lực quyền bắn ra, hai cánh xuất hiện và tiếp tục tấn công Bách Lý Thiên. Bành, công kích của hai người va chạm với nhau, xuất hiện rằng con ngắn ngủi, sau đó nhìn thấy quy tắc của Lăng Hàn bắt đầu đứt gãy, dù sao tranh lệch quá xa. Nhưng mà, quy tắc của Bách Lý Thiên cũng đang tan rã. Sau khi công kích của Lăng Hàn bị đánh tan, công kích của Bách Lý Thiên cũng bị phá thành mảnh nhỏ, uy lực giảm xuống không biết bao nhiêu lần, lúc đánh về phía Lăng Hàn thì không đủ sinh ra uy hiếp. Chuyên này, tất cả mọi người khiếp sợ, trong một kích này, Lăng Hàn không có dựa dẫm vào chuẩn đế binh, mà là thực lực bản thân thể hiện. Tia sáng đen kia, nơi này cũng không thiếu người thông minh, lập tức nghĩ đến thời điểm Lăng Hàn oanh kích thì tia sáng màu đen xuất hiện, nó giống như hỏa diễm, hắc ám hơn cả hắc ám chính là thứ hủ thực quy tắc của Bách Lý Thiên sao? Nếu không phải như vậy, còn có cái gì? Nhưng cái gì lại khủng bố như thế, ngay cả quy tắc thất tinh cũng có thể tan rã Đinh thụ, phá thiên, tỉnh hạo nhiên nghiêm túc, bọn họ đều nắm giữ năng lượng hủy diệt, nhưng tâm lý bọn họ rõ ràng, chính mình đánh ra năng lượng hủy diệt có lực phá hoại còn lâu mới cường đại như vậy. Trạng thái đầy đủ, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, cũng nhận được tin tức giống nhau. Lăng Hàn đã nắm giữ năng lượng hủy diệt đầy đủ, khó trách uy lực mạnh như vậy. Bọn họ cũng tràn đầy chờ mong, đặc tính của năng lượng hủy diệt chính là lực phá hoại khủng bố, trên lý luận tất cả đều có thể phá hư, thậm chí giúp Lăng Hàn đền bù tranh lệch nam tinh. Nếu bọn họ có đủ hủy diệt linh đồ, đương nhiên cũng có thể lợi hại như vậy, chiến lực sẽ tăng thêm một tầng. Bách Lý Thiên giật mình, làm người trong cuộc, hắn hiểu sự đáng sợ của năng lượng hủy diệt. Nó là năng lượng phá hoại đáng sợ, quy tắc của hắn chiếm ưu thế thì như thế nào, quy tắc thất tinh vẫn bị phá diệt, hắn có cảm giác, đó là vì cảnh giới lăng hàn thấp, nếu đối phương cũng là tôn giả, vô cùng khả năng một kích đánh nát hắn. Khó trách bị thiên địa ghen ghét, vĩnh viễn vây khốn tại giáo chủ. Loại người này đã phá hư cân bằng, giết, hắn lao tới tấn công lần nữa. Loại năng lượng màu đen kia nắm giữ khả năng tổn thương hắn, thậm chí giết chết hắn, sau khi bước vào tôn giả, thế tử phù không phát huy tác dụng. Oanh, 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 hai người đấu, cho dù là quy tắc hay lực lượng, Lăng Hàn đều lâm vào hạ phong, nhưng bằng vào năng lượng hủy diệt không có gì bất diệt, hắn vẫn có thể ngạnh kháng. Lúc này mọi người đều bội phục, phải biết Bách Lý Thiên đã là tôn giả thất tinh, lại là thế hệ hoàng kim, cho nên chiến lược của hắn đại biểu cho tôn giả đỉnh phong, Lăng Hàn là giáo chủ lại có thể ngang hàng. Đây là vượt qua đại cảnh giới, kỳ thích vĩ đại nhất lịch sử. Lão tôn giả Đông Lâm đế tộc đều âm thầm tiếc rẻ, nếu như Lăng Hàn không bị phế, hắn tuyệt đối là lựa chọn duy nhất của Đông Lâm đế tộc. Đáng tiếc. Người có thể quét ngang tôn giả nhưng không có khả năng thành thánh nhân, càng vô vọng đế vị, không có biện pháp ngươi không thể cưới chỉ mộng hàm. Đương nhiên, Lăng Hàn muốn nguyện ý ở rể, đông lâm đế tộc vẫn nguyện ý dùng tộc nhân khác gả cho Lăng Hàn, dù sao, sinh ra hậu đại có thể đưa hoàn thiện huyết mạch của chỉ ra. Oanh, suy nghĩ của hắn bay tán loạn, Lăng Hàn cùng Bách Lý Thiên lại đối chiến mấy chục chiêu, chiến lực sôi trào, từ đó giáo chủ cũng chỉ có thể lui về phía sau, không dám chạm vào. Cho dù là quy tắc thất tinh hay năng lượng hủy diệt, lực phá hoại đều quá lớn miểu sát giáo chủ cũng không đáng kể dần dần trên mặt bách lý thiên mang theo một ít xấu hổ hắn đường đường tôn giả thất tinh gần như đạt tới tôn giả đỉnh phong hơn nữa còn là thế hệ hoàng kim đánh lâu như vậy không làm gì được giáo chủ hơn nữa cảnh này còn bị tinh võng trực tiếp hắn hừ một tiếng và lấy ra pháp khí trước đó hắn căn bản khinh thường cho rằng sẽ tự hạ mình nhưng bây giờ hắn cũng bất chấp đánh bại lăng hàn đây là biện pháp giải quyết duy nhất đây là một cây đao, cũng không phải là pháp khí phỏng chế đế binh của tử vi đế tộc, thân đao lại đỏ như máu, nó đang tỏa ra sát khí làm người ta sợ hãi. Dường như đao hơi động, thiên địa sẽ bị chém thành hai nửa. Đây là thánh khí, khốn kiếp, bách lý thiên có thánh khí. Lại tưởng tượng, người ta đã là tôn giả, chỉ kém thắp thánh hỏa là thành thánh nhân. Hơn nữa, thế hệ hoàng kim vốn đã vượt qua thường nhân, cho nên, thánh khí trong tay hắn không phát huy toàn bộ uy năng nhưng cũng có một phần trăm uy lực thánh nhân xuất thủ chỉ cần một chút xíu khí tức tràn lan cũng có thể làm tôn giả thần hồn câu diệt lúc này mọi người quay đầu chạy ra xa một khi thánh khí phát huy kẻ ở gần đều biến thành pháo hôi ai muốn chết lăng hàn cũng rung động thánh khí đấy có chút khó khăn chương năm nghìn ta có thú sủng ai có thể nghĩ tới đối phó một tên giáo chủ chẳng những cần xuất động tôn giả thậm chí còn mời ra thánh khí chỉ riêng thành tựu này lăng hàn đã có thể khinh thường cổ kim nhưng mà cửa này hắn làm sao vượt qua bách lý thiên hừ một tiếng tay phải cầm chuôi đao khí tức phun trào oanh cả thanh huyết đao phát sáng và màu đỏ như hóa thành giọt máu thánh khí oanh kích lang hàn mỉm cười nếu ngươi đã xuất động thánh khí ta cũng muốn triệu hoán thú sủng đến trợ chiến a à, lang hàn còn là ngự thú sư mọi người đều kinh ngạc bọn họ chưa nghe nói qua lang hàn lấy kèn lệnh đại đế ra và thổi lên linh hồn lực bị rút một đoạn trong hàng ngũ các đế tử đế nữ có tiếng chu lên như sói, xèo, một bóng người nhảy ra cực nhanh. Đây là thế hệ Hoàng Kim yêu lang đế tộc đế Thanh Vân. a à, hắn chạy đến làm gì? Mọi người ở đây mờ mịt không hiểu, chỉ thấy đế Thanh Vân lại biến hóa thành hình thái nguyên thủy. Một con ngân lang cao 10 trượng, hắn đứng bên chân lang hàn, dùng đầu cọ lấy mắt cá chân của lang hàn giống như con chó cảnh. Ai, thật sự ném mặt mũi của cầu tộc, nơi xa đại Hắc cầu cố ý nói thế nhưng lại không che giấu được nụ cười xấu xa hóa mọi người có ai nghĩ tới việc này tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái bọn họ không biết nên nói cái gì lăng hàn cười một tiếng tới đi ngao đế thanh vân chu lên một tiếng với bách lý thiên hắn lộ ra bộ mặt hung ác bách lý thiên cảm thấy đau chứng tình huống như thế nào tại sao đế thanh vân lại trợ giúp lăng hàn hoàn toàn không có đạo lý lại nói người giúp đỡ tại sao còn hóa thành hình sói ngươi thật sự xem mình thành thú sủng sao giờ phút này trong nội tâm bách lý thiên buồn nôn hắn không biết nên nói cái gì lên lăng hàn ra lệnh đế thanh vân lập tức lao ra ngoài đế huynh bách lý thiên thả người né tránh thực lực của hắn còn trên cả đế thanh vân cho nên hắn không cần lo lắng đối phương đánh chúng ngươi có nhược điểm gì rơi vào trong tay tiểu tử kia sao hắn không thể nghĩ tới thế gian còn có kèn lệnh đại đế thần kỳ như vậy hơn nữa đế tử bọn họ đều có bảo vật do đại đế luyện chế có thể ngăn cản tất cả ảnh hưởng trái chiều tại sao lại không dùng được trên người yêu lang đế tộc cho nên đế thanh vân nhất định có nhược điểm gì đó rơi vào trong tay lăng hàn bị ép xuất chiến người xem đã dùng hình sói xuất hiện có thể nói đã đủ mất mặt rồi đế thanh vân cũng rất buồn bực hắn không thể khống chế chính mình ngao 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 hắn không ngừng nhào cắn hắn biến thành con sói không có lý trí Bách Lý Thiên quyết định không để ý tới đế Thanh Vân, hắn lao thẳng về phía Lăng Hàn. Chỉ cần giết Lăng Hàn, tất cả đều giải quyết, hắn ngưng thần, lại thức tỉnh thánh khí. Xeo, lúc này, bỗng nhiên đế Thanh Vân ngăn cản trước người của Lăng Hàn. Khốn kiếp, tại sao có kẻ vô sỉ như thế? Bách Lý Thiên không thể chém ra một đao, nếu hắn chém giết đế Thanh Vân, mặc kệ là nguyên nhân gì, yêu lang đế tộc sẽ kết tử thù với tử vi đế tộc. Bây giờ âm phủ đang xâm lấn, ở thời điểm mấu chốt như vậy, nếu hai đại đế tộc trở mặt với nhau hậu quả khó mà lường được cho nên lăng hàn cũng quá hèn hạ vô sỉ hắn dùng đế thanh vân làm bia đỡ đạn làm người không thể quá vô sỉ bách lý thiên cắn răng nói lăng hàn bật cười ngươi là tôn giả thất tinh tay cầm thánh khí nói ta vô sỉ cha cha ai vô sỉ đều rõ ràng bách lý thiên lập tức im lặng trong trận chiến này hắn đã chiếm hết tiện nghi có tư cách gì nói lăng hàn vô sỉ thật muốn nói vô sỉ đó cũng là hắn mới đúng nhưng vấn đề là, bởi như vậy còn đánh hay không? Lang Hàn cười nói, không đánh đúng không, được rồi, xem như ngang tay, ngang tay, mọi người suy nghĩ một chút, đúng thế, trừ thánh khí, chuẩn đế binh không nói, Lang Hàn va chạm khí lực với Bách Lý Thiên lúc trước là không lâm vào hạ phong, cho nên, ngang tay cũng không phải thiếp vàng lên mặt của hắn. Bách Lý Thiên không nói gì, đế thanh vân đột một phản bội, trong lòng của hắn hơi có suy nghĩ khác. Mộng hàm, Lăng Hàn nhìn về phía chỉ mộng hàm, đột nhiên lớn tiếng nói. Chờ ta, không bao lâu nữa, ta sẽ đi đông lâm đế tộc đón ngươi. Chỉ mộng hàm không nói nên lời, nàng liên tục gật đầu, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ kích động. Tỷ phu rất đẹp trai, đôi mắt chỉ mộng san mơ mơ màng màng, hai tay đan trước ngực, dáng vẻ mê muội. Cảnh này, tất cả mọi người không nói gì, luôn cảm thấy trên đầu Bách Lý Thiên có cỏ xanh mơn mờn. Bách Lý Thiên tức giận siết chặt nắm đấm, đây chính là phản bội các ngươi, Lăng Hàn lại nhìn rất nhiều đế tử chung quanh, cũng chờ đó cho ta, không bao lâu nữa, ta sẽ trở về, cũng treo các ngươi lên đánh. Dứt lời, hắn trực tiếp xé mở không gian rời đi. Các đế tử đều giận dữ, ngươi là một tên phế nhân, tại sao dám lớn lối như thế? Nhưng ở trước mắt bao người, bọn họ cũng không dễ truy kích. Trước đó đế tộc đã buông lời, chỉ cần Lăng Hàn dám đến, bọn họ cam đoan sẽ không ra tay với hắn, nếu hiện tại truy kích, đế tộc còn mặt mũi hay sao? nhất là thời điểm âm hồn xâm lấn làm như vậy sẽ tổn thương sĩ khí bao nhiêu nhưng lăng hàn đã là phế nhân không có khả năng đột phá tứ cực cảnh cho nên cứ nhìn hắn đắc ý một chút đi sau đó lăng hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn đế tử thành thánh ngay cả nữ nhân mình yêu mến cũng biến thành thê tử của người khác cảm giác đắng chắc như thế lăng hàn cũng chỉ có thể nuốt xuống cho nên cho hắn sống thì tốt hơn đế tử chỉ có thể tự an ủi mình như thế với những người khác mà nói bọn họ đã nhìn thấy trò hay khi đế tử xấu mặt. Đà khích Lăng Hàn, ha ha, chỉ thành toàn Mỹ danh giáo chủ đệ nhất nhân của đối phương, dù Lăng Hàn thực sự bị giam vĩnh viễn ở giáo chủ, hắn vẫn có thể lưu danh muôn đời, truyền lưu bất diệt. Mà đế tử thì sao? Không thành đế, cuối cùng sẽ chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Thử hỏi, đế tộc xuất hiện nhiều thánh nhân như vậy, lại có mấy người nhớ kỹ bọn họ là ai? Không được thành đế, trung quy là công dã tràng. Lăng Hàn đi lần này, đại hắc cầu, Tiểu Thanh Long, sắc trừ đều mở không gian rời đi. Sau mười mấy ngày, Lăng Hàn đã quay về. Lăng Hàn lập tức bắt đầu luyện chế đan dược, hắn có nhiều tiên khí như vậy, thu hoạch lớn bao nhiêu. Phát đạt, hắn cũng không có luyện chế tất cả thành tiểu cửu hoàng thập diệp đan, hắn cần phải phân cửu hoàng thập diệp đan cho đám người đại hắc cầu, còn phải lưu lại cho hầu ca một chút. Ai, cho nên đừng nhìn tiên khí rất nhiều, nhưng tính cả người bên cạnh hắn thì không đủ. Thép tốt nên dùng trên lưỡi đao, cho nên, tiên khí cần tận lực vũ trang cho Lăng Hàn cùng Hầu Ca, bọn họ đại biểu cho chiến lực mạnh nhất bên phía Lăng Hàn, mà chỉ cần Lăng Hàn hoặc là Hầu Ca thành đế, tiên khí muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Đế tộc có thể rút ra tiên khí, huống chi là đại đế. Chương năm 2005, Nhục Mỹ Tiên Chi Lăng Hàn vừa luyện đan, hắn vừa bớt thời gian phục dụng và luyện hóa đan dược. Ba tháng sau, hắn cũng luyện hóa đại lượng tiên khí, cũng tăng tu vi lên thập nhị tinh đỉnh phong. Đột phá, việc này không làm khó được lăng hàn không bao lâu nữa hắn sẽ bước vào thập tam tinh sau khi đột phá lăng hàn thử xé đứt xiềng xích nhưng không được nhưng xiềng xích đã lắc lư đến lúc này ý nghĩ của hắn đã cải biến hắn xem xiềng xích màu đen là một loại cơ duyên hắn muốn thử xem mình có thể đạt tới bao nhiêu tinh thập ngũ tinh hay là nhị thập tịnh tóm lại cao bao nhiêu thì sông cao bao nhiêu bởi vì sẽ gia tăng chiến lực của hắn lên rất cao nếu hắn thành tôn giả có tôn giả nào có thể ngang hàng nếu hắn thành thánh, thánh nhân nào không cúi đầu, nếu hắn thành đế, hắn sẽ là vạn cổ nhất đế, đại đế có thể so sánh. Muốn làm thì phải làm mạnh nhất, Lăng Hàn tiếp tục luyện đan, tiếp tục phục dụng đan dược gia tăng tu vi. Nhưng mà, sau khi đạt tới thập tam tinh, hắn không khác gì bước vào tôn giả tứ tinh, mỗi khi tiến thêm một bước đều cần rất nhiều tiên khí. Sáu tháng qua đi, hắn vẫn chưa đạt tới thập tam tinh đỉnh phong, tu vi như cái động không đáy. Lúc này, Hầu Ca trở về. Hầu Ca, người bị thương sao? Lăng Hàn vội vàng đi ra ngoài đón, đám người đại hắc cẩu cũng đi tới. Trên thân hầu ca có vết thương, mặc dù không chảy máu nhưng vết thương rất sâu, nhìn mà giật mình. Không sao, hầu ca từ tốn nói. Hắn lấy ra một vật đưa cho Lăng Hàn, thứ này không khác gì miếng thịt đông, toàn thân màu xám, nó chỉ lớn như nắm tay nhưng rất co giãn. Đáng tiếc, không có tìm được đại dược đỉnh cấp. Hầu ca nói, chỉ có thứ này, đây là cái gì? Lăng Hàn hỏi thứ này trong hàng ngũ tiên dược cũng được tính là kỳ lạ. Hầu ca nói, đây là nhục mỹ tiên tri, mặc dù không tăng tu vi nhưng có thể tăng dương cương lực, hơn nữa, sau khi ăn vào trong một năm, cho dù tu vi cao bao nhiêu, nhất định có thể sinh con. Khốn kiếp, còn có tiên dược kỳ quái như thế, lập tức, ánh mắt của đại hắc cẩu, tiểu thanh long, sắc chưa tỏa sáng. Không phải nói, mặc dù tiên dược hiếm thấy nhưng bảo đảm thánh nhân cũng muốn. Vì cái gì, chuẩn sinh con, phải biết, tu vi càng cao càng khó sinh ra hậu đại, việc này giống như thiên địa nguyền rùa. Nhất là thánh nhân, có lẽ lúc còn trẻ có thể sinh ra hậu đại, thánh nhân có thể sống bao lâu, chỉ cần sống mấy chục vạn năm, cho dù con cái nhiều cỡ nào cũng chết hết. Mặc dù đại của bọn họ vẫn còn nhưng chắc chắn không thể so sánh với con ruột mình sinh ra. Cho nên, già mà có con, dù hoặc như vậy lớn bao nhiêu. Cho cậu ra đi, đại hắc cậu không biết xấu hổ, nó vươn vuốt cho bắt lấy. Cậu ra cũng nên lưu lại một nhi nửa nữ ta cũng muốn, người sinh hậu đại khẳng định cũng mặt dày vô sỉ, vô cùng thấp hèn, không nên hại người mới tốt. Tiểu Thanh Long lập tức nói, hẳn là cho Long ra, chân Long hiện tại chỉ còn một dòng độc đinh như Long ra đấy. Cút, người chỉ là tiểu thí hài mà thôi, đại hắc cầu cũng đâm phá, cho lão chư, sắc dư hiếm khí nói tiếng người, nó vươn móng bắt lấy. Tráng dương, tráng dương, nó cũng không quan tâm có thể sinh con hay không, mà là cảm thấy chức năng tráng dương dùng rất tốt là tăng lên dương cương lực, làm gì có tráng dương như ngươi nói. Đại hắc cầu cùng tiểu thanh long đồng thời chỉ trích, tráng dương, tăng lên dương cương lực, không phải giống nhau hay sao? Sắc chư mở móng vuốt ra, nói, cút, ngươi là con heo háo sắc, đại hắc cầu đạp sắc chư một cái, sắc chư thở dài, mọi người đều muốn, vì cái gì đến lão chư thì bị đánh. Nó thật không hiểu, lăng hàn lại nhét nhục Mỹ tiên chi cho hầu ca, nói, hầu ca, ta con cháu sớm thành đàn, người hiện tại không có con nối dõi người nên sớm sinh cháu trai cháu gái cho ta đi hầu ca lắc đầu lão tôn chỉ có chiến đấu sinh con dưỡng cái gì đó đó là việc lãng phí thời gian lăng hàn cười ha ha có một ngày hầu ca gặp được người thích hợp sẽ không nghĩ như vậy hắn nghĩ nghĩ lại nói nhục mỹ tiên tri này nên do ta bảo đảm chờ ngày nào đó hầu ca cần ta cho ngươi thấy lăng hàn thu nhục mỹ tiên tri đám gia hỏa đại hắc cầu lắc đầu bọn họ rất cần tráng dương Sắc chưa còn lẩm bẩm, cút, mọi người cũng xuất cước đá nó bay vào trong tinh không, nó bay đi như một ngôi sao băng. Lăng Hàn tiếp tục tu luyện, suy nghĩ con đường võ đạo của mình, hắn lại tiếp tục luyện đan, bởi vì còn có rất nhiều tiên khí chưa luyện, nhưng tất cả đều dưới bát tinh. Trên tinh võng có phong trào bàn luận về Lăng Hàn rất sôi nổi. Một kích có thể đánh ra 90 đạo quy tắc lục tinh. Dùng tu vi giáo chủ đối kháng tôn giả thất tinh thế hệ hoàng kim. Chuẩn đế binh, mỗi thứ đều làm người ta kinh hãi huống chi tất cả đều tập trung lên một người nhưng chuyện khiếp sợ nói nhiều cũng sẽ bị người ta dần dần lãng quên lang hàn rất yêu nghiệt nhưng tu vi của hắn bị giam cầm ở giáo chủ vĩnh viễn vô vọng tôn giả chiến lực mạnh thế nào cũng có cực hạn cho nên hắn chỉ như thế mà thôi hiện tại tinh võng thảo luận càng nhiều chính là thế hệ hoàng kim đương nhiên còn có đinh thụ thủy nhất mà dương dịch hoàn phong diệu lăng như biến mất trong không khí không còn nghe tin tức của bọn họ Âm hồn tạm hoãn công kích một thời gian, sau đó lại bắt đầu phát động công kích hung mãnh, từ đó tiền tuyến báo nguy. Lăng Hàn, đại hắc cầu lại đi tiền tuyến lần nữa. Lần này, chiến tuyến đã dài hơn rất nhiều, cho nên, trong tinh không rộng lớn, chỗ nào cũng có thể chống lại âm hồn. Cơ hội tốt thu gạt thiên địa ban thưởng, đế tộc liên minh vẫn tồn tại như cũ, vẫn có thể dùng chiến tích đổi bảo vật, nhưng lần này Lăng Hàn không tiếp tục dùng đồ chơi kia. Bởi vì đế tộc chỉ an bài một điểm hối đoái, trên mã lãng tinh, có thánh nhân tọa chấn. Lăng Hàn muốn đi hối đoái, khả năng bị nhìn thấu thân phận rất cao. Hơn nữa, khả năng bị động tay động chân lên tính điểm rất cao, vạn nhất đẫn tới phiền phức thì sao? Ngược lại đâu, đổi bảo vật của đế tộc chỉ là dệt hoa trên gấm, thiên địa ban thưởng mới là thứ thực tế nhất. Đám người Lăng Hàn gia nhập chiến đấu, nhân cơ hội này gia tăng tu vi lên cao hơn. Giết ba tháng, Lăng Hàn đạt đến thập tam tinh đỉnh phong. Hắn bắt đầu xung kích thập tứ tinh, lần này lại vô cùng gian nan dường như hắn đã đi tới phần cuối còn muốn tiến lên một sẽ khó khăn trùng điệp mặc dù hắn cuối cùng cũng thành công nhưng sinh mệnh bản nguyên bị gọt đi một đoạn t hắn nghe rằng nếu như tiếp tục đột phá thì hắn sẽ bị chém một đao hắn không dám thừa nhận thêm vài lần hơn nữa độ khó đã cao hơn trước mấy lần sức người có hạn hắn không thể hoàn thành mộng tưởng tốt đẹp sự thực khách quan sẽ không bởi vì cố gắng chủ quan mà biến mất tái chiến lại qua một tháng sau đột nhiên âm hồn co rút chiến tuyến vào trong a à, xảy ra chuyện gì chương năm nghìn sáu khô lâu thánh binh làm cho người ta kinh ngạc chính là âm hồn chậm chạp không tiếp tục phát động công kích dường như đang dưỡng sức chờ thời không có người nào cảm thấy nhẹ nhõm tuyệt đối không phải âm hồn hành quân lặng lẽ mà là đang ấp ủ thế công cường đại thời gian ngày lại ngày trôi qua sau một tháng âm hồn không có động tính thật lâu cuối cùng cũng phát động một vòng công kích mới không có xung kích toàn phương vị mà là nhắm vào một hướng phát động công kích liên tiếp không may đám người lang hàn vừa vặn có mặt trên con đường này hả lang hàn cùng hầu ca đồng thời ngửa đầu nhìn trời trong lòng bọn họ hồi hộp giống như dự cảm có chuyện đáng sợ sắp xảy ra về sau đại hắc cẩu tiểu thanh long sắc chư mới có cảm ứng cũng nhìn lên bầu trời đi xem một chút lang hàn cùng hầu ca đồng thời phát động phượng dực thiên tường tiến lên trong tinh không bọn họ thi triển hết thị lực nhìn vào khu vực âm hồn chiếm cứ sau đó, trong nơi âm u, bọn họ nhìn thấy một chi quân đội đang hối hả đến, dẫn đầu tiên phong là 12 khô lâu to lớn. Mỗi một khô lâu đều cao vạn trượng, thân thể của bọn chúng màu đen nhánh do kim loại tạo thành, dù ở cách xa xôi cũng tỏa ra uy thế đáng sợ, cũng làm người ta sợ hãi từ linh hồn. Thánh liệu, Lăng Hàn, Hầu Ca, Tiểu Thanh Long cùng kêu to. "Trời ơi, những khô lâu này hoàn toàn do thánh liệu tạo thành." Nói cách khác, 12 đầu khô lâu tương đương với 12 kiện thánh khí không chỉ như vậy hầu ca trầm ngâm biểu lộ tương đối nghiêm túc rất ít khi có thể nhìn thấy hầu ca lộ ra biểu lộ ngưng trọng như thế nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc lang hàn gật đầu thánh liệu có thể phóng đại thu nhỏ biến hóa như ý nhưng khô lâu kia do những thánh liệu khác nhau tạo thành đây là khái niệm gì một khối thánh liệu có thể chế thành một kiện thánh khí như vậy thánh liệu khác nhau tạo thành thân thể pháp khí khô lâu đáng sợ cỡ nào một kích tương đương bao nhiêu thánh nhân liên thủ nhưng mà điều này có thể sao nếu như thánh liệu trồng lên có thể tăng lên uy lực đế tộc hoàn toàn có thể tích tụ ra thánh khí đệ nhất thiên hạ không được uy năng thánh liệu không thể trồng lên nhau cho nên lấy hai khối thánh liệu chế thành một kiện thánh khí còn không bằng dùng một khối uy lực ngược lại càng lớn tránh uy lực xung đột mà giảm uy lực nhưng mà lăng hàn và hầu ca đều cảm ứng được những pháp khí khô lâu đều tỏa ra khí tức kinh thiên động địa thánh liệu khác nhau bị tổ hợp hoàn mỹ cũng không có xung đột lẫn nhau ngược lại còn phóng đại uy năng của nhau. Dạng pháp khí này phát huy, thánh nhân nào có thể chống đỡ được. Qua thời gian thật lâu, cuối cùng âm hồn cũng phóng đại chiêu, đại chiêu này thật đáng sợ. Đi, Lăng Hàn nói ra, thấy Hầu Ca có chút kích động hắn vội vàng bắt lấy Hầu Ca, lôi kéo hắn chui xuống đất. Hầu Ca hiếu chiến, rất có thể sẽ xông lên đánh một trận, nhưng mà, dùng thân tôn giả xông vào đội hình như thế, 89 phần 10 là có đi không về đấu chiến thánh hoàng một mạch nhân khẩu thưa thất như thế, có phải khi nhìn thấy địch nhân đều bất chấp tất cả vùng gậy hay không? Lăng Hàn nuốt nước bọt, hầu ca cũng thanh tỉnh, sau khi trở về mặt đất thì bọn họ rút lui thật nhanh. Đối mặt đại quân âm hồn như thế, đừng nói bọn họ gánh không được, cho dù thánh nhân tới cũng phải nhượng bộ lui binh. Bọn họ xé mở không gian rời đi, đồng thời, bọn họ cũng phát ra tín hiệu cầu cứu, nói rõ sự việc nơi này. Không bao lâu liền có mấy vị thánh nhân chạy tới. Có thánh nhân lập tức xuất thủ tấn công âm hồn, chỉ thấy một đầu khô lâu thánh binh xuất thủ, một trưởng mang theo hào quang đủ màu sắc, sau đó trong trưởng bắn ra một đạo kiếm quang chém thánh nhân thành hai đoạn. Còn tốt, thánh nhân sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, hai đoạn thân thể dính vào nhau, hắn vô cùng chật vật chạy về. Thật là đáng sợ, một kích chém thánh, đây không phải pháp khí bình thường, hoàn toàn có thể xem như thánh nhân, có thể chủ động công phạt. Trời ạ, à, rất nhiều thánh liệu tổ hợp lại có thể phóng đại uy năng uy lực một kích thấp nhất cũng đạt tới thất tinh thánh nhân khác không dám tấn công bọn họ lập tức rút lui sau đó nói ra cái nhìn của mình đại quân âm hồn tiến quân thần tốc đánh đâu thắng đó trong lúc nhất thời trên tinh võng tiến hành bình luận khô lâu thánh binh không nói các thánh liệu tổ hợp với nhau gây ra xung đột hay không không nói uy năng trồng lên âm phủ là nơi hư vô làm gì có nhiều thánh liệu như thế đúng thế âm phủ căn bản không có sản xuất làm sao có thể có thánh liệu hơn nữa còn có nhiều như thế nhưng mà, thảo luận thì thảo luận, chuyện này không cách nào ngăn cản đại quân âm hồn tiến lên. Lúc này có đế tộc mang theo đế binh tới. Đế binh phát huy, cuối cùng cũng chặn bước tiến của đại quân âm hồn, nhưng mà, kinh khủng nhất chính là đế binh cũng không cách nào tiêu diệt nhánh đại quân này. Thời điểm đế binh phát huy, 12 đầu khô lâu thánh binh tổ hợp lại với nhau tạo thành một mặt thuẫn ngăn cản đế binh công kích, cho dù chúng cũng bị đánh lui về phía sau. Đế binh lại không thể phát huy liên tục, thời điểm đế binh ngừng lại, khô lâu thánh binh nhân cơ hội phản kích, cũng nhanh chóng thu hồi khu vực đã mất và tiến quân thần tốc tin tức truyền ra thiên hạ phải sợ hãi đế binh chúng thuộc sở hữu của đế tộc cũng là phòng tuyến cuối cùng của dương gian trong lòng mọi người cho dù địch nhân cường đại cỡ nào chỉ cần chuẩn đế xuất thủ đối mặt đế binh cũng phải nhượng bộ lui binh nhưng còn bây giờ thì sao đế binh lại bị cản lại không phải đế binh không châu bò mà là không người nào có thể liên tục thúc giục đế binh nếu không với năng lực công phạt của đế binh Mặc ngươi xương cứng cỡ nào, đánh mấy trăm mấy ngàn chiêu cũng phá nát. Càng nhiều thánh nhân mang theo đế binh chạy tới, mười mấy món đế binh thay phiên phát huy, lúc này mới có thể ngăn cản khô lâu thánh binh. Nhưng mà, âm phủ phái ra một chi đại quân, đồng thời có 12 hai khô lâu thánh binh thống xoái, liên tiếp quét ngang các nơi. Đế tộc vội vàng phân binh, mang theo đế binh tiến đến chân áp. Đoạn đường này đại quân cũng bị ngăn lại, có thể tin tức xấu lại tới, âm phủ xuất động đại quân thứ ba. Đó là 12 đầu Khô Lâu Thánh binh làm tiên phong. Lúc này bọn chúng bị cản lại, đế binh cũng sử dụng hết. Mỗi một đường đại quân đều cần mười mấy món đế binh trấn áp, ba đường tiêu hao gần 40 kiện đế binh, nếu âm phủ còn có đại quân thứ tư, vẫn do Khô Lâu Thánh binh làm tiên phong, bọn họ làm sao ngăn cản? Lo lắng này nhanh chóng biến thành hiện thực, quả nhiên âm phủ xuất động đại quân thứ tư, hơn nữa còn là 12 đầu Khô Lâu Thánh binh làm tiên phong. Lần này, đại quân này không bị ai cản trở âm hồn tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre. Tin tức tốt duy nhất là, âm hồn xâm lấn cũng không nhanh, bởi vì bọn chúng nhất định phải chờ âm khí tràn ra, dùng hoàn cảnh âm phủ hóa, như thế mới xem xem như chiếm lĩnh chân chính, không thì cũng rất phi sức. Với tinh không to lớn như hiện tại, muốn dương gian biến thành âm phủ, không có mấy vạn năm thậm chí lâu hơn thì không làm được. Chương năm 2007, Bão Hà Tinh, trước mắt, âm phủ thế lớn, dương gian không thể đỡ. Tất cả mọi người đang suy nghĩ tất cả biện pháp, cần phải làm sao mới có thể đối kháng khô lâu thánh binh. Luôn có biện pháp đúng không? Kỳ thật, chỉ cần đa gia Phật xuất thế, với tu vi chuẩn đế của hắn, có lẽ có thể đối kháng khô lâu thánh binh. Nhưng mà, âm phủ tiến quân thần tốc, đa gia Phật lại không hiện thân. Rất nhiều người đều ngoài sáng phàn nàn, chỉ trích đa gia Phật ích kỷ, chỉ biết lo thân mình, nhưng càng nhiều người thông minh lại đoán được, âm phủ bên kia cũng không có xuất động huyết hải chi chủ. Bọn họ hẳn cùng cấp bậc với đa gia Phật, cho nên đang kiềm chế lẫn nhau đa gia Phật không xuất hiện, đám người huyết hải chi chủ cũng không hiện thân. Khô lâu thánh binh có phải là sản phẩm của huyết hải, âm hà sáng tạo ra hay không? Lang Hàn suy đoán, dù sao, âm phủ quá cằn cối, khó có khả năng tìm được thánh liệu, huống chi còn sáng tạo ra 50 khô lâu thánh binh. Nhưng mà, huyết hải, âm phủ chi chủ có thể hiện ra ở dương gian, hơn nữa, trong đó mai táng bao nhiêu thánh nhân. Đã có thánh nhân, vì cái gì không có thánh khí? Thánh khí bị luyện hóa một chút, chẳng phải sẽ lộ ra diện mục thật. T, nói như vậy, cục diện quá đáng sợ, đại hắc cầu hít khí lạnh, tiểu thanh long cũng gật đầu, âm hà, huyết hải là tồn tại vô cùng xa xưa, cho nên, bắt đầu từ giờ sớm, âm phủ cũng đã bắt đầu bố cục ở dương gian. Ai, tại sao lại để long gia sinh ra ở thời đại này, nếu không, long gia tùy tiện có thể thành đế. Hắn cảm thán nói, lang hàn nhíu mày, hắn chưa nay không quan tâm địch nhân mạnh cỡ nào, tin tưởng vững chắc có một ngày mình sẽ vượt qua, nhưng mà, đến cấp bậc của hắn cần tiên khí như cái động không đáy hết lần này tới lần khác hiện tại không dễ làm tất cả chiến tuyến đều có khô lâu thánh binh tỏa chấn, hắn giết âm hồn thế nào không có thiên địa ban thưởng cũng chỉ có thể dựa vào tiên khí muốn bắt tiên khí khó cỡ nào cho nên bình thường mà nói giáo chủ tốn hai ba vạn năm khổ tu bước lên tôn giả cũng là chuyện bình thường tiên khí rất khó bắt giữ lang hàn làm gì có thời gian như thế nếu có đế binh trong đó có khí thức đại đế có thể tùy tiện hấp dẫn tiên khí hầu ca nói dù sao cũng là hậu duệ của thánh hoàng cuối cùng cũng biết một chút bí mật cho nên đế tộc không lo không chiếm được tiên khí ánh mắt lăng hàn sáng lên ta cũng không tin khi đó đánh cược với y thái thư là toàn bộ tiên khí mà đế tộc có thể lấy ra nội tình của đế tộc thâm hậu cỡ nào đại hắc cầu càng hiểu lăng hàn lập tức nói hiện tại tất cả đế tộc đều nắm lấy đế binh đi đối kháng khô lâu thánh binh chúng ta nên đi thăm tổ địa của bọn họ sách như thế có phải quá âm hiểm hay không tiểu thanh long cảm thấy hơi ngại nhưng nét mặt kích động đã bán đứng nó đi hầu ca rất dứt khoát cũng vác gậy lên vai hầu ca xúc động chúng ta đi đế tộc nào hơn nữa đi đâu mà tìm lang hàn vội vàng nói vị trí của đế tộc đều do đại đế khi đó mở cho nên bình thường cũng ở trên tinh thể hoặc tinh hà thậm chí ở bên trong mặt trời đầu tiên chúng ta đi nơi nào tiểu thanh long hỏi về phần những gì nó vừa nói cũng bị ném ra sau đầu tử vi đế tộc, Lăng Hàn không chút do dự nói ra, bách lý ra khinh người quá đáng, hơn nữa còn muốn cướp thê tử của hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Tốt, tất cả mọi người gật đầu, sau đó vấn đề là tử vi đế tộc ở đâu, mọi người xuất động, bắt đầu tìm hiểu tin tức lộn xộn. Còn tốt, vị trí của tử vi đế tộc cũng không phải bí mật gì. Người ta chính là đế tộc, là một trong các thế lực mạnh nhất tinh không, tổ địa ở đâu cần che đậy. Thử hỏi có ai dám đi làm loạn không đợi đế binh phát huy, đế trận đã rảo sát ngươi rồi. Hiện tại biết rõ tử vi đế tộc ở đâu, nhưng chúng ta làm sao thông qua đế trận. Đại Hắc Cầu nói, đó là vấn đề khó khăn không nhỏ, một khi đế trận phát động, thánh nhân cũng phải chết thảm. Còn chưa trộm được tiên khí cũng đã mất mạng, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ, đế trận bình thường sẽ nằm trong trạng thái chờ, chỉ có gặp được tiến công tập kích mới khởi động chân chính ví dụ có cường giả tuyệt thế đánh ra một kích đại trận kia khẳng định sẽ kích hoạt và ngăn cản một kích này nhưng nếu bảo trì trạng thái vận hành đại đế sát trận có thể duy trì bao lâu có thể giảo sát thánh nhân uy lực khủng bố nhưng tiêu hao cũng khủng bố cho nên chúng ta chỉ cần không phá hư có lẽ có khả năng lẻn vào lăng hàn trầm ngâm nói tiểu thanh long và đại hắc cẩu nhe răng bởi vì lăng hàn dùng từ có khả năng có lẽ chính là từ không xác định bọn họ nghe đã đau răng vạn nhất không đúng bọn họ sẽ mất mạng hầu ca ta và ngươi đi xem tình huống thế nào lăng hàn nói được hầu ca gật đầu hắn không sợ trời không sợ đất đại đế sát trận thì như thế nào đấu chiến thánh hoàng một mạch nhân khẩu thưa thớt không phải là không có đạo lý lăng hàn thở dài chính mình còn gặp nguy hiểm bao nhiêu lần nữa đây hai người đi đầu xuất phát đi tới báo hà tinh đây chính là tổ địa của tử vi đế tộc đây chính là tổ địa của đế tộc đương nhiên bất phàm nhìn từ tinh không viên tinh cầu này có ánh sáng tím giống như thiên mệnh thuộc về. Muốn đi báo Hà Tinh, nhất định phải xin phép trước. Đây chính là khu vực hạch tâm của tử vi đế tộc, há lại cho hắn người tùy tiện liền đến. Bất quá, đế tộc quá nhiều người, sẽ không thể thiếu sống người phóng túng, cho nên, thương nhân tới từ các nơi đến đây núi liền không dứt, mang đại lượng bảo vật, nguyên liệu nấu ăn, tiên dược tới. Lăng Hàn và Hầu Ca Giả mạo thành thương nhân, bọn họ thông qua được kiểm tra, cũng ngồi truyền tống trận từ tinh cầu khác đi tới bão Hà Tinh vừa ra khỏi truyền tống trận lăng hàn lập tức cảm ứng được năng lượng thiên địa kinh người không hổ là tổ địa đế tộc tu luyện ở nơi này có được tốc độ cực nhanh đương nhiên hiện tại hoàn cảnh này không có trợ giúp gì với lăng hàn hai huynh đệ đầu tiên giả vờ giả việt đi bán đồ nhưng giá bán quá cao nên chỉ có người hỏi nhưng không người ra tay từ đó hai người có thể yểm hộ tiếp tục nghỉ bán lén rời đi không người chú ý tới lăng hàn cùng hầu ca đã lặng lẽ dạo qua bão hà tinh một vòng Lăng Hàn đã từng thử câu thông địa mạch, nhưng hắn phát hiện, địa mạch nơi này bị một cỗ lực lượng mạnh hơn khống chế, căn bản không thể bị hắn sử dụng. Đại đế sát trận sao? Lăng Hàn cũng không có cưỡng ép tranh đoạt quyền khống chế địa mạch, thứ nhất không tranh nổi, thứ hai càng không thể đả thảo kinh xa. Mười ngày qua đi, bọn họ cơ bản hiểu rõ, người đế tộc lại nhiều, cũng không có khả năng chiếm đoạt toàn bộ tinh thể, cho nên, kỳ thật tổ địa chân chính của Bách Lý Gia nằm ở trong ngọn núi lớn. Núi Thiên Khung, đây là một ngọn núi lớn, nó cao tận trong mây, là ngọn núi cao nhất trong bão Hà Tinh, quanh năm bị tiên vụ lượn lờ, người ngoài không thể vào. chương năm 2008, vào trận Pháp, Lăng Hàn và Hầu Ca đi tới dưới núi Thiên Khung. Ở chỗ này, Lăng Hàn lập tức cảm giác toàn bộ địa mạch của tinh thể đều hội tụ vào trong ngọn núi. Hắn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì năng lượng trong tinh thể khủng bố nhưng chết no cũng chỉ sánh ngang một kích của thánh nhân, chúng làm sao có thể trèo chống đại đế sát trận. Đây chính là thứ có thể giảo sát thánh nhân. Hầu Ca nhìn về phía trước và lắc đầu, phía trước phủ đầy sát cơ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Hàn cũng vận chuyển nhãn thuật, hắn thấy được một mảnh sát cơ vô cùng kinh khủng. Đây là Đại Đế sát trận, khốn kiếp, hắn vốn cho rằng duy trì Đại Đế sát trận cần tiêu hao vô số năng lượng, cho nên bình thường không có khả năng mở ra, chỉ có lúc đế tộc gặp được nguy hiểm mới có thể phát động, hiện tại xem ra không phải như thế. Cổ quái, muốn đế trận liên tục vận chuyển, cái kia phải là cỡ nào tiêu hao vì cái gì đế tộc có thể gồng gánh nổi? Đây chính là nội tình đế tộc sao? Nếu như tùy tiện đi lên, đại đế sát trận sẽ kích phát, vậy hắn cùng Hầu Ca sẽ chết không chỗ chôn. Hầu Ca hiếu chiến nhưng không ngốc, biết rõ tình huống tuyệt vọng còn tiến lên. Đấu chiến thánh hoàng một mạch không nhìn tất cả nguy hiểm, bất kỳ thời điểm gì cũng hô to khẩu hiệu và xông lên phía trước. Lăng Hàn nói thầm trong lòng, sau đó ai thán, song song, vì cái gì gần đây hắn thường nuốt nước bọt như thế? rút lui trước lăng hàn và hầu ca trở về đại đế sát trận đừng nghĩ xông vào càng đừng nghĩ tìm ra sơ hở nếu đại đế trận pháp còn có sơ hở đại đế sẽ có địa vị cao như thế xông vào là không thể thực hiện được chỉ có thể dùng trí vấn đề là dùng trí như thế nào người tử vi đế tộc nhất định có thể tự do ra vào đế trận cho nên có thể bắt lại hỏi một chút bọn họ ôm cây đợi thỏ bọn họ nhanh chóng nhìn thấy một người từ núi thiên khung đi xuống hầu ca xuất thủ bắt người đó lại tôn giả xuất thủ chuyện này còn không phải dễ như trở bàn tay sao lang hàn lục soát ký ức người này hắn tên là bách lý ngạo vân tên mặc dù có chút cao ngạo nhưng trên thực tế lại là tộc nhân không đáng chú ý trong tử vi đế tộc nhưng như thế nào đi nữa trong máu của hắn đang chảy xuôi huyết mạch đế tộc cho nên đương nhiên hắn có thể tự do ra vào khu vực hạch tâm của tử vi đế tộc mà muốn an toàn thông qua đế trận chỉ có một biện pháp đó chính là nắm giữ ấn ký tử vi đế tộc Ấn ký này từ ngày Bách Lý Ngạo Vân sinh ra đã được gia tộc Lạc Ấn vào trong huyết mạch, sinh ra huyết mạch cộng minh, cho nên, người ngoài không thể nào đánh cắp Ấn ký này. Vậy làm sao bây giờ? Còn có một cái biện pháp, đó chính là thông qua người mang Ấn ký dẫn vào trong trận pháp. Uy hiếp Bách Lý Ngạo Vân dẫn bọn họ vào. Không được, chỉ cần đi vào đế trận, Bách Lý Ngạo Vân có thể câu thông với trận pháp, sẽ lặng lẽ truyền ra tất sát lệnh, cũng đánh chết lang hàn cùng hầu ca. Vậy làm sao bây giờ? xóa đi ký ức thời gian này của hắn, người này phi thường háo sắc, có thể ra tay từ điểm này. Lăng Hàn và Hầu Ca nhìn nhau một cái, khóe miệng lộ ra một tia chiêu tức. Hầu Ca xuất thủ, hắn lau qua đầu của Bách Lý Ngạo Vân một cái, đánh tan ký ức lần ra ngoài này của đối phương, sau đó, hai người biến mất không thấy gì nữa. Hả, bỗng nhiên Bách Lý Ngạo Vân ngồi dậy, hắn ngơ ngác nhìn bốn phía. Tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Vì sao ta lại nằm trên mặt đất? Hắn bỏ dậy, tỉ mỉ kiểm tra thân thể một chút, phát hiện toàn thân trên dưới không có gì, không có tổn thương. Cổ quái, rất cổ quái. Hắn sướng sờ một hồi lâu, lúc này hắn mới tiếp tục đi tới, trong lòng hắn luôn mang theo nghi hoặc. Nhưng lần này hắn đi ra làm việc, bởi vậy, hắn nhanh chóng buông bỏ nghi hoặc, hắn làm xong việc sau đó sẽ du đáng chung quanh, cũng khi nam phách nữ một chút. Ở trong tổ địa hắn chỉ là một tộc nhân không chút thu hút, gặp được người nào cũng phải cúi đầu khom lưng, mà dù hắn cố gắng nhẫn nhịn vô số năm, nhịn đến Zoria đã trắng nhưng hắn chỉ là tiểu nhân vật trong tử vi đế tộc. Không có cách, hắn chỉ là sinh đan cảnh, đã kẹt ở cảnh giới này cực kỳ lâu, có lẽ đời này sẽ như thế. Nhưng sau khi ra khỏi tổ địa, hắn có hào quang tử vi đế tộc, hắn là đại nhân vật, ai thấy hắn cũng phải cung kính gọi một tiếng vân ra. Cho nên, hắn rất thích ra ngoài, thứ nhất có thể hưởng thụ cảm được được người ta coi trọng và tôn kính, thứ hai, hắn đặc biệt ưa thích nữ sắc sau khi đi ra tự nhiên có thể tầm hoan tác nhạc cùng nhau đi tới hắn nghe không biết bao nhiêu câu vân ra hắn mặt mày hớn hở đi tới a à, bỗng nhiên ánh mắt của hắn sáng lên hắn nhìn chằm chằm về phía trước hắn nhìn thấy hai nữ tử dáng người thướt tha dung mạo cực đẹp đi tới dù hắn đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ nhưng trái tim vẫn đập mạnh liên hồi đẹp ngây người hắn sinh ra xúc động hắn nhanh chóng tiến lên bắt chuyện hai vị mỹ nữ các ngươi nhất định lần đầu đến bão hà tinh có phải hay không nếu không với quốc sắc thiên hương của các ngươi ta khẳng định sẽ nhớ kỹ lời lấy lòng này quá mức báo hà tinh to lớn như thế người đã gặp qua bao nhiêu người hơn nữa người gặp đều nhớ rõ sao nhưng nói tốt nha ai quá để ý chứ nhưng hai mỹ nữ vô cùng cao ngạo và xa cách hắn bách lý ngạo vân không để trong lòng bởi vì hắn còn có đòn sát thủ chưa xuất ra tại hạ bách lý ngạo vân hắn nói trong giọng nói mang theo tự hào mãnh liệt đế tộc trời sinh đã đứng ngạo nghễ trên vạn tộc. Hai mỹ nữ một mặc quần áo màu lam, một mặc cung trang màu tím, lúc này nữ tử áo lam nói. Thì ra là quý tộc đế tộc, lời này không nghe ra tán thưởng bối cảnh của hắn, có lẽ đang châm chọc hắn bối cảnh kinh người. Bách Lý Ngạo Vân do dự, nói, hai vị tiểu thư, không biết xưng hô như thế nào đâu. Hàn Lăng, Tôn Hậu, tên rất hay, Bách Lý Ngạo Vân lập tức khen, nếu đáp lời thì phải khen, tóm lại, tận lực nâng hai mỹ nữ lên cao, sau đó lại khoa trương địa vị của mình trong đế tộc kể từ đó hai mỹ nữ vốn lạnh lùng cũng cải biến thái độ đáp ứng hắn mời đi tổ địa du lãm một phen mời mời hắn mang theo hai mỹ nữ xuất phát cũng nhanh chóng đi vào đế trận hai vị mỹ nữ phía trước chính là đại đế sát trận cũng có thể chém giết thánh nhân hắn mang theo một tia cao ngạo nói trong đại trận này ta có thể nắm giữ quyền sinh sát sinh tử của mỗi người đều nằm trong ý niệm của ta thành công dẫn tới hai mỹ nữ sợ hãi thán phục, cũng làm hắn đắc ý. Sau khi tiến vào trận, các người theo sát ta, không thể rời ta quá một trường, càng không thể đi loạn, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bách Lý Ngạo Vân nghiêm túc nói, chương năm 2009, chia ra hành động. Ba người tiến vào đại đế trận, Bách Lý Ngạo Vân đi ở phía trước, cố ý làm ra dáng vẻ cẩn thận để hai vị mỹ nữ đều đi theo sát sau lưng hắn, làm cho nội tâm của hắn vui vẻ đắc ý. Hắn cũng đi rất chậm, có hai mỹ nữ tuyệt thế dựa sát vào hắn toàn tâm toàn ý thuận theo làm hắn có cảm giác mỹ diệu nhưng trận pháp đại đế có lớn cũng có hạn rất nhanh bọn họ đã tiến vào trong đại trận toàn bộ trận pháp đại đế có hình tròn toàn phương vị bao quanh tổ địa đế tộc nhưng vòng tròn này rỗng ruột bởi vì khu vực trung tâm của trận pháp chính là tổ địa tử vi đế tộc đến đi theo ta bách lý ngạo vân mang theo hai mỹ nữ đi tới chỗ ở của mình mặc dù địa vị của hắn trong tộc không cao nhưng là người của đế tộc điều kiện sống của hắn rất khá hắn có tiểu viện rất lớn nằm ở khu vực biên giới trận pháp mà không phải ở trung tâm ở trung tâm đương nhiên là nơi ở của đại nhân vật ví dụ như thánh nhân tôn giả còn có đế tử đế nữ hai vị mệt không nhanh nghỉ ngơi một chút bách lý ngạo vân nói chỗ của ta có suối nước nóng hai vị vừa vặn đi tắm tẩy rửa bụi trần hơn nữa có chỗ tốt lớn với thân thể hai mỹ nữ cười với hắn sau đó đồng thời biến hóa bộ dáng bách lý ngạo vân giật mình hắn kinh hãi gần chết khốn kiếp đó là hai nam nhân là nam nhân cũng thôi một trong đó còn là hầu tử trời à bách lý ngạo vân cảm giác tan vỡ hắn lúc trước còn nghĩ điên loan đảo phượng với mỹ nữ nhưng còn bây giờ thì sao hắn kinh hãi tới mức đứng bất động không tốt hắn trung kế mặc dù tu vi bách lý ngạo vân yếu nhưng hắn cũng không phải người ngu hắn liên tưởng tới việc mình nằm dưới đất đã mất đi một đoạn ký ức Mặc dù ngắn đến thương cảm nhưng có liên quan tới hai nam nhân biến thành mỹ nữ này, đáp án vô cùng sống động. Hắn bị lợi dụng, giúp người tiến vào bên trong, nghĩ tới đây, toàn thân hắn phát run, hai người này mưu đồ làm loạn, hắn chẳng phải sẽ thành đồng lõa. Kể từ đó, hắn chắc chắn sẽ bị liên lụy, không được, hắn phải lập tức báo cáo, nhưng mà, hắn còn chưa kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào, hắn cảm thấy ánh mắt tối sầm và ngất đi. Hầu ca, chúng ta đi, Lăng Hàn cởi nữ trang sau đó đổi thành trang phục bình thường. Hầu ca gật đầu, hắn cũng cởi bỏ nữ trang. Với thực lực của bọn họ, giả trang nữ nhân thì Bách Lý Ngạo Vân làm sao có thể khám phá. Ai bảo ra hỏa này háo sắc chứ? Lăng Hàn dùng ra hư không thú che chính mình và Hầu ca, sau đó bọn họ bắt đầu đi dạo trong tổ địa đế tộc. Tổ địa lỏng lẻo hơn bên ngoài rất nhiều, đều nằm trong trận pháp đại đế bảo vệ, còn cái gì phải sợ. Hai người tìm một lần, cũng đã hiểu cơ bản về nơi này. Góc đông nam có vườn thuốc, phía tây là bảo khố phía bắc có một cái hố có trọng binh chấn giữ đoán chừng là có linh tuyền ban đầu một ngọn núi thiên khung chẳng có nhiều thiên tài địa bảo như thế nhưng đây chính là nơi đại đế tự tay sáng lập với năng lực của đại đế vận chuyển chút thiên tài địa bảo thì có khó khăn gì góc tây bắc có một chỗ mơ hồ có khí tức kinh khủng tỏa ra vô cùng khả năng đang có một tên thánh nhân ngủ say không thể kinh động chúng ta chia ra hành động lăng hàn và hầu ca đi hai đầu do lăng hàn phụ trách lẻn vào vườn thuốc mà hầu ca thì đi bảo khố. Bọn họ nhất định phải hành sự cẩn thận, tuyệt đối không thể kinh động bất luận kẻ nào, nguyên nhân làm xong, bọn họ còn cần mượn nhờ bách lý ngạo vân lặng lẽ rời đi. Nếu không, bị trận pháp đại đế bao phủ, căn bản không có khả năng xé mở không gian rời đi. Hai người chia ra hành động, lăng hàn giao ra hư không thú cho hầu ca, hắn chính mình thi triển quỷ ảnh bộ, với tạo nghệ của hắn, chỉ cần không trực diện với thánh nhân sẽ không bị phát hiện ra. Không lâu sau đó, vườn thuốc đã nằm ngay trước mặt nơi này đương nhiên là có trọng binh chấn giữ đừng tưởng rằng tất cả người bách lý ra sẽ bền chắc như thép đúng thế thời điểm đối địch bọn họ là một thể thống nhất nhưng mà nội bộ đại gia tộc khẳng định có mâu thuẫn tránh không được việc tranh quyền đoạt lợi dù là đế tộc cũng không thể ngoại lệ bởi vậy bảo khố vườn thuốc cần có trọng binh canh giữ là đương nhiên lang hàn như hòa làm một thể vào hư không cũng lặng lẽ vượt qua bảy tên thủ vệ a à, một tên thủ vệ đột nhiên dùng mình một cái Tại sao ta có cảm giác dùng mình, có phải gần đây làm quá nhiều nên thận hư? Ở bên cạnh có thủ vệ nói khác, đúng thế, nghe nói người gần nhất lại nạp thiếp rồi. Đây là người thứ mấy? 11, cút, lão tử cường tráng giống thái cổ man nhiu, đừng nói 13, cho dù một đêm 30 cũng không thành vấn đề. Thủ vệ dùng mình lúc trước quát lớn, hắn không thể thừa nhận phương diện nam nhân kém được. Ha ha ha, điều này làm cho những người khác cười to, Lăng Hàn cũng cười một tiếng hắn tiếp tục tiến lên phía trước. Sau khi tiến vào vườn thuốc, nơi này rất bằng phẳng. Nơi này chỉ có dược nông, lại không còn thủ vệ, hơn nữa nơi này còn có mấy cái dược nông. Lăng Hàn lặng lẽ mà đi, ánh mắt của hắn rất độc, tiên dược bình thường không lọt vào mắt của hắn. Muốn trộm thì phải trộm đại dược đỉnh cấp, chỉ ít cũng phải là tôn giả, tốt nhất là thánh dược. Hắn tìm kiếm, không lâu sau đó, hắn nhìn thấy đại dược cấp tôn giả. Ngoá, đây chính là mẫu thụ. Lăng Hàn chấn kinh, cái gì gọi là mẫu thụ, một tinh cầu chỉ có thể thai nghén một gốc, cũng là đầu nguồn của tất cả tiên dược trên tinh cầu. Mà ở nơi này, mẫu thụ lại mọc thành phiến, hoàn toàn không hợp lý, dính đến đại đế, không hợp lý cũng biến thành hợp lý. Lăng Hàn thở dài, đây nhất định là thủ đoạn của đại đế, cho nên mới có thể trồng nhiều mẫu thụ như thế. Hắn cảm ứng một chút và chấn kinh, phía dưới mỗi cây mẫu thụ đều có một bộ phận nguyên lực của tinh thể. Lăng Hàn hiểu ra, đại đế thật sự có thủ đoạn thông thiên, đồng thời cấy ghép mẫu thụ còn rút ra một phần nguyên lực của tinh cầu, cho nên, trên lý luận có thể hoàn thành cấy ghép mẫu thụ. Đương nhiên, cho dù là thánh nhân đi làm loại chuyện này, cho dù lấy một bộ phận nguyên lực của tinh thể cũng không cách nào nuôi sống mẫu thụ. Nếu không, cửu dương thánh địa không chỉ có một gốc mẫu thụ. Cấy ghép là một chuyện, nuôi sống hay không lại là một chuyện, nhìn cảnh trước mắt, có khả năng chỉ có đại đế mới làm được. Lăng Hàn sướng sờ, hắn hiểu ra vì sao đại đế sát trận lại không sợ hao tổn năng lượng, chẳng phải sẽ có nguyên lực tinh thể cung cấp liên tục hay không? Với thủ đoạn của đại đế, hoàn toàn có thể luyện hóa hằng tinh biến thành quả cầu, trở thành nguyên lực giúp đế trận vận chuyển. Tinh cầu tự thành một thể, có thể rút năng lượng trong tinh không, trừ phi tinh cầu chết già, nếu không vĩnh viễn không cần lo lắng vấn đề năng lượng khô cạn. Chương 5010, càn quét, hẳn là, Lăng Hàn gật gật đầu, chuyện này hắn hiểu, cho dù có kẻ nào muốn làm cũng không cách nào mô phỏng theo, bởi vì luyện hóa ngôi sao, đây là thủ đoạn chỉ có đại đế làm được. Thánh nhân châu bò hơn nữa cũng chỉ có thể đánh nát tinh cầu mà thôi. Ngươi có nhìn thấy thánh nhân đi tiêu diệt mặt trời chưa? Không có khả năng, không phải thánh nhân không có năng lực như vậy, mà là khi mặt trời nổ tung sẽ sinh ra sóng xung kích đánh chết thánh nhân. Chuyện này rất giống tôn giả có thể đánh nổ tinh cầu nhưng không dám đánh nổ. Đánh nát là một chuyện nhưng bản thân cũng chạy không thoát là một chuyện. Đều muốn, ánh mắt lang hàn sáng lấp lánh. Nơi này có thật nhiều đại dược chân quý, có thể cứu nguy lúc sinh tử, cũng có ẩn dưỡng tiên khí, hơn nữa còn là tiên khí thất tinh, bát tinh. Hắn cấp tốc ra tay, chẳng những hái tiên quả và tiên dược đã thành thục, cho dù chưa thành thục có mang theo bản nguyên tinh thể cũng bị hắn đảo đi. Có thể nuôi sống thì nuôi, không thể nuôi sống cũng không thể tiện nghi tử vi đế tộc. Chỉ chốc lát, tất cả đại dược cấp tôn giả đều bị hắn càn quét sạch sẽ. Hắn bố trí chướng nhãn trận, chỉ cần không chạm vào những người khác nhìn thấy chính cũng chỉ nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh, tuyệt không có một gốc đại dược mất tích. Sau đó, hắn tiếp tục tiến lên, đại dược tôn giả bị càn quét không còn, tiếp theo sẽ tới thánh dược. Lại đi một hồi, hắn đi tới khu thánh dược, nơi đó đại dược tôn giả thành phiến, thánh dược ít đến mức đáng thương, tính toán cũng chỉ có 9 gốc. Có rất nhiều cây ăn quả thấp bé kết đầy quả màu đỏ thắm, chỉ lớn như hạt nhãn, nhỏ thì như hạt gạo, có đạo liên tỏa ra hương thơm nát, còn có dây leo giả kết ra từng quả nhỏ phát đạt phát đạt lang hàn xoa xoa hai tay hắn khó nén kích thích hắn xuất thủ cho dù có thành thục hay không hắn hái toàn bộ thánh quả mà không có kết quả hắn bắt đầu hái xuống ăn sống cũng có công hiệu nhưng hiệu quả kém một chút đáng tiếc hắn cũng không dám đào thánh dược nguyên lực tinh cầu dưới lòng đất quá mức khủng bố một khi lấy đi sẽ tỏa thành động tĩnh lớn hắn không hề rời đi cũng được về sau còn có thể lại đến hắn bố trí trận pháp khôi phục nơi này như cũ thời điểm hắn vừa hoàn thành hắn cảm ứng được có ba người tới lang hàn vội vàng phát động quỷ ảnh bộ trốn vào hư không ba người tới hết sức trẻ tuổi theo thứ tự là hai nam một nữ bọn họ đi vào khu vực thánh dược lập tức khoanh chân ngồi xuống giống như đang tu luyện lang hàn giật mình trong quá trình thánh dược trưởng thành chẳng những phát ra một ít dược lực đại bổ vơi võ giả hơn nữa sẽ rút ra thiên địa quy tắc làm chất dinh dưỡng trong quá trình này vô cùng có khả năng nhòm ngó bản chất quy tắc cho nên tu luyện bên cạnh thánh dược sẽ có chỗ tốt thật to. bởi vậy có thể thấy được ba người này hẳn là người nổi bật mới trong bách lý gia, nếu không cũng không có tư cách tu luyện tại nơi này. chỉ là a, à, các người có cảm giác hay không? hôm nay hấp thu năng lượng hơi yếu. trong ba người nam tử trang phục tím mở miệng, ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta, thì ra người cũng cảm ứng được. nữ tử áo đỏ gật đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. ta cũng thế, cuối cùng nam tử mặc áo xanh cũng gật đầu. Ba người đều mờ mịt, xảy ra chuyện gì, tu luyện gần thánh dược sẽ có năng lượng nồng đậm, hơn nữa còn rất dễ dàng cảm ứng được quy tắc, đây là điểm tu luyện tốt nhất, tại sao hiệu quả giảm mạnh. Từ khi Bách Lý Sa bị phế, Bách Lý Vân bị giết, hiện tại mặc dù còn có thế hệ Hoàng Kim Bách Lý Thiên chống đỡ, nhưng đế tử của tử vi đế tộc xuất hiện đứt gãy nghiêm trọng, vô cùng cần chọn tộc nhân trẻ tuổi chống đỡ. Mỗi người đều muốn làm đế tử, một khi được tuyển chọn sẽ đạt được phúc lợi không thể tưởng tượng nổi. Dốc toàn lực gia tộc bồi dưỡng, đó là may mắn cỡ nào. Cho nên, quá trình cạnh tranh quá kịch liệt, nhất định là người trước tu luyện quá độc ác, thậm chí vận dụng bí pháp gì đó hấp thu lực lượng của thánh dược, dẫn đến thánh dược bị hao tổn, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nam tử áo tím nói, đúng, khó trách bách lý mạc đột nhiên mạnh lên rất nhiều, nhất định là hắn làm. Nam tử áo xanh phủi tay, nam tử áo tím cùng nữ tử áo đỏ lướt mắt, người đánh không lại bách lý mạc cũng không nên tìm nguyên nhân cho mình chứ nhưng đúng thế chất lượng hoàn cảnh đã hạ xuống hơi quá mức trước tiên cứ tu luyện đã sau đó đi thông bẩm tình huống khóe miệng lang hàn mang theo nụ cười nếu như hắn có năng lượng mặt trái hiện tại hắn sẽ tiến bộ rất lớn tốt các ngươi cứ từ từ thảo luận đi lang hàn lặng lẽ rời đi hắn cần nắm chặt thời gian sau khi ba người này bẩm báo khẳng định sẽ có người đến điều tra tình huống khi đó chuyện thánh dược bị trộm sẽ lộ ra ngoài ánh sáng hắn cùng hầu ca muốn đi cũng khó khăn hắn dự định xem một chút bởi vì vẫn còn vài nơi nếu tới vậy khẳng định phải xem tỉ mỉ lại nói ba người này còn tu luyện cho dù thế nào cũng mất thời gian nửa ngày không cần quá mức sốt ruột lăng hàn tiếp tục tìm tòi sau một nơi còn có khu vực hẻo lánh hắn chưa đi sau khi hắn đi tới nơi này hắn lại phát hiện có người trông chừng hơn nữa đó là một tên tôn giả cái gì lăng hàn giật mình tôn giả cố ý thủ tại chỗ này trước đó đại dược tôn giả thánh dược cứ mặc kệ mà mở rộng, còn cho người tới tu luyện, hấp thu một chút chỗ tốt, tại sao nơi này đổi thành một tên tôn giả tỏa chấn. Lăng Hàn quan sát tỉ mỉ một hồi, mặc dù tên tôn giả này khí tức nội liếm, nhưng dưới nhãn thuật của hắn lại không chút che giấu. Tôn giả cửu tinh, sau khi đã tới tu vi này, khổ tu không có ý nghĩa, mà là cảm mộ thiên đạo, từ đó thắp sáng thánh hỏa. Muốn thắp sáng thánh hỏa có hai biện pháp, một, thu thập đủ nhiều tín ngưỡng lực, hai, bản thân cảm mộ thiên đạo đến mức cưỡng ép đốt lửa a à, hắn không nghĩ tới, khi đó tử vi đế tộc phái thanh long hoàng triều lão tôn giả đi thu phục đất đai bị mất, dụng ý chính là vì thu gặt tín ngưỡng lực, bởi vì bọn họ có lão tôn giả đang sắp đột phá. Chẳng lẽ là người này, tín ngưỡng lực chưa đủ sao, cũng không đủ, người chờ bên trong vườn thuốc cũng không có thần tích xuất hiện, người cũng không có người tín ngưỡng, không đi khai phá lãnh địa mới, chinh phục càng nhiều tín dân, người đây làm gì. Chẳng lẽ ngồi đây có thể tăng cường cảm mộ thiên địa? Lăng Hàn suy nghĩ, rốt cuộc là tiên dược thế nào mới cần phái một tôn giả đến chấn thủ. Nhất định phải đi vào nhìn một chút, lăng hàn lặng lẽ đi lên phía trước, quỷ ảnh bộ bao phủ, trên người hắn có một tia quy tắc phát ra. Ân, tên tôn giả kia mở mắt ra, hắn nhìn về phía lăng hàn. Chương năm 2011, cỏ dại, tên này tôn giả là Bách Lý Suy Tuyết, có thể thành tôn, dù đặt ở đế tộc cũng đặc biệt khó lường, cần thiên phú võ đạo kinh người. Hơn nữa, Bách Lý Suy Tuyết đã nhòm ngó hy vọng thành thánh, chỉ còn kém thắp sáng thánh hỏa hoặc cảm mộ thiên địa, hoặc hắn thu một ít tín ngưỡng lực là có thể thắp sáng thánh hỏa. Trên thực tế, kỳ thật tín ngưỡng lực là đủ rồi, sở dĩ hắn không có bắt đầu xung kích thánh vị là bởi vì dựa vào tự thân thắp sáng thánh hỏa, thành tựu thánh nhân sẽ càng cường đại. Đã đi tới bước cuối cùng, đương nhiên hắn không thể nóng vội, muốn truy cầu mạnh hơn. Với hắn đến nói, đây nhất định chính là một bước cuối cùng. Thành đế, ha ha, đó là chuyện không có khả năng. Làm tôn giả cửu tinh, thậm chí đã một chân bước vào thánh vị hắn rất mẫn cảm khi cảm ứng khí cơ hắn nhìn vị trí của lăng hàn trên mặt sinh ra ngờ vực trực giác nói cho hắn biết chính mình nhìn địa phương có một chút không ổn ánh mắt và thần thức cảm ứng không có gì nhưng hắn cảm giác có vấn đề đã xảy ra chuyện gì hắn không hiểu chẳng lẽ ta quá muốn đột phá nên có thể tạo thành ảo giác bách lý suy tuyết nhíu mày hắn tìm cho mình một lý do hắn nhắm mắt lần nữa nhưng vào lúc này hắn đồng thời ra tay bắt lấy địa phương đó cái gì cũng không có bách lý suy tuyết xác định mình gặp ảo giác hắn bắt đầu nhắm mắt cảm ứng lang hàn chép miệng vừa rồi hắn trước tiên cải biến vị trí vừa vặn tránh thoát một kích của bách lý suy tuyết suýt nữa bại lộ không hổ là người bước một chân vào thánh vị xê trực giác thật sự dọa người đi lang hàn vượt qua bách lý suy tuyết hắn tiến vào khu vực cuối cùng của vườn thuốc nơi này thường thường không có gì lạ lang hàn kinh ngạc nơi này là một khu bùn đất, căn bản không có trồng tiên dược, tuyệt đại bộ phận địa phương đều là trống không, chỉ có một nơi có cỏ dại. Khốn kiếp, nơi này có cái gì tốt mà thủ, hơn nữa còn xuất động một vị tôn giả. Lăng Hàn muốn rời đi nhưng sững sờ, đây chính là vườn thuốc, hơn nữa với tính tình của đế tộc, có tư cách trồng ở nơi này chỉ ít cũng phải là tiên dược ngoài tứ tinh. Tại sao phải lãng phí một mảnh đất, hơn nữa, nơi này làm sao có cỏ dại, Lăng Hàn suy nghĩ như thế, hắn bước về khu vực cỏ dại, thật sự là cỏ dại thường thường không có gì lạ, không có chút dị tượng nào. Đế tộc sơ sót nên để nơi này có cỏ dại, nhưng vườn thuốc trọng địa, còn có dược nông chuyên quản lý, tại sao có thể có cá lọt lưới? Huống chi, còn có một vị tôn giả tỏa chấn tại đây. Lăng Hàn quan sát cỏ dại thật tỉ mỉ, hắn chỉ chờ trong chốc lát, nét mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Bụi cỏ này sinh ra hai lá cây, nhưng làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là, hai lá cây này giống nhau như đúc. Mỗi một chi tiết nhỏ, bao quá thần văn, có thể sao, trên thế giới tuyệt đối không có hai đóa hoa giống nhau, hai người giống nhau, cũng không có hai lá cây giống nhau. Cổ quái, hoa văn trên phiến lá thật đơn giản, một đạo chủ mạch từ cuống lá xuyên qua đến lá nhọn, mà từ chủ mạch lại sinh ra chín nhánh giống như nhánh sông. Nhưng nhìn một chút, Lăng Hàn lại nhìn thấy thiên đạo. Đúng, chính là thiên đạo, chủ mạch lá cây là thiên đạo diễn hóa, còn có đủ loại quy tắc. Đương nhiên, hiện tại lá cây chỉ có chín nhánh, còn chưa đạt được quy tắc phong phú hơn. Trong lúc kinh hãi, hắn vội vàng thu hồi tâm thần, bởi vì hắn phát hiện lá cây hấp dẫn linh hồn của hắn, giống như có thể không để ý thời gian, vĩnh viễn nhìn tiếp đến chết mới thôi. Khó trách tên tôn giả kia canh giữ ở bên ngoài, cũng không có đi vào, có lẽ hắn sợ nhìn chằm chú sẽ làm linh hồn mê thất vĩnh viễn. Lăng Hàn kinh ngạc, thần trí của hắn cường đại cỡ nào, hoàn mỹ cỡ nào, thế mà cũng thần mê. Bụi cỏ này là thánh cấp, không đúng, nếu như là thánh cấp, vì cái gì không trồng ở khu vực thánh dược. Nhưng nếu như không phải thánh dược, chẳng lẽ là đế dược? Có đế dược như thế sao? Thiên địa thai ngén sinh ra linh dược, đỉnh phong chính là thánh dược, cũng không có đế dược. Bảo dược có thể kéo dài thọ nguyên của đại đế, thậm chí sống thêm đời thứ hai, nhưng đó là cực phẩm trong thánh dược. Hơn nữa, có thể sống ra đời thứ hai cũng không chỉ cần công năng của thánh dược, cũng có thực lực nghịch thiên của đại đế. Khốn kiếp, đã xảy ra cái gì? Đào đi, Lăng Hàn nói thế, mặc dù không biết cấp bậc gì hắn cứ đào đi làm hắn muốn hành động nhưng mà tay của hắn vừa mới đụng phải bùn đất thì cảm ứng được khí thức đáng sợ làm toàn thân hắn vô lực căn bản không thể tiếp tục được nữa t cảm giác này giống như đụng chạm một vị đại đế đế binh không đại đế sát trận đại đế sát trận hạch tâm ở đây lang hàn sinh ra suy đoán trên thực tế hắn cũng không có đi ra khỏi đại đế sát trận cho nên nơi này xuất hiện hạch tâm đại đế sát trận cũng không hiếm lạ không thể động nếu không đại đế sát trận sẽ phát động tùy tiện diệt sát hắn lăng hàn lui ra phía sau cấp tốc rời đi thời điểm rời khỏi hắn quay đầu nhìn thoáng qua hắn khắc sâu hình ảnh gốc cỏ dại trong đầu sau đó hắn dứt khoát rời đi hắn trở lại nơi ở của bách lý ngạo vân chờ thêm một lúc hầu ca cũng quay về rồi thu hoạch như thế nào lăng hàn hỏi hầu ca nhếch miệng cười một tiếng không hổ là tử vi đế tộc thu hoạch kinh người ta cũng thu gặt rất nhiều tiên dược hơn nữa, ta còn phát hiện một gốc dị thảo." Lăng Hàn nói, sau đó nói chuyện tôn giả trấn thủ hộ dị thảo. Hầu Ca cũng kinh ngạc, có tôn giả tọa trấn, có thể làm cho người ta thần hồn mê thất, là cỏ dại bình thường sao? Nhưng mà, thời gian đã không nhiều, không đủ cho hắn suy nghĩ. Nên rời đi, hai người cải biến tướng mạo và thay đổi nữ trang, sau đó đánh thức Bách Lý Ngạo Vân. Đương nhiên, trí nhớ của hắn lại bị xóa đi một đoạn. "A, à, ta ngủ ở trên giường." Bách Lý Ngạo Vân ngạc nhiên, hắn không nhớ rõ có chuyện này. Hơn nữa mang theo hai tên mỹ nữ trở về, không phải nên hưởng thụ thật tốt hay sao, tại sao một mình nằm trên giường, thật lãng phí. Nhưng hai tên mỹ nữ thúc thật lợi hại, nói có chuyện quan trọng phải đi ra ngoài một bận. Không có cách, chỉ có thể dẫn người ta ra ngoài, ngược lại còn nhiều thời gian, lấy thân phận đế tộc của hắn, chẳng lẽ muốn kéo người ta lên giường khó khăn hay sao. Ba người xuất phát, cũng nhanh chóng rời khỏi đế trận. Bành Bách Lý Ngạo Vân lại ngã xuống đất lần nữa. Đi, Hầu Ca trực tiếp xé mở không gian mang theo Lăng Hàn rời đi. Nếu rời đi, bọn họ không quan tâm, bị phát hiện thì thế nào, đuổi theo ta đi. Nhưng nơi này có động tĩnh nhỏ, căn bản không có gây nên tử vi đế tộc chú ý. Lăng Hàn và Hầu Ca thuận lợi trở về, chương năm 2012, hôn kỳ. Sau khi trở về, đương nhiên là kiểm kê chiến lợi phẩm. Đế tộc nội tình kinh người, mặc dù thỏ khôn có ba hang, tử vi đế tộc còn có bảo khố tại nơi khác, tồn chữ một chút bảo vật, còn có vườn thuốc, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với tổ địa. Cho dù gộp lại cũng kém hơn một bậc, cho nên, Lăng Hàn và Hầu Ca thật sự kiếm lợi lớn, không biết tử vi đế tộc đã tích lũy bao nhiêu đời. Đáng tiếc là, cũng không thể đạt được đế kinh của Bách Lý Gia. Nếu không, Lăng Hàn và Hầu Ca có cơ hội khống chế đế binh của tử vi đế tộc, tử vi đế tộc sẽ tổn thất khủng bố. Từng viên đan dược luyện ra, thực lực Hầu Ca tăng lên cực nhanh, hắn nhanh chóng đạt tới tôn giả cửu tinh, tiếp theo, hầu ca không cần tiên khí, hắn cần cảm ngộ thiên đạo. Tháp thánh hỏa, thành tựu thánh vị, lang hàn tin tưởng, hầu ca cũng không cần tín ngưỡng lực trợ giúp cũng có thể hoàn thành một bước này, nhưng cần bao nhiêu thời gian, vậy phải xem tạo hóa của hầu ca. Khả năng một hai năm là được rồi, cũng có thể là mấy trăm mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm cũng không hiếm lạ. Lang hàn đang liều mạng ăn tiên đan, thân thể của hắn như cái hang không đáy. Mặc ngươi nhét bao nhiêu tiên khí cũng thu, không có dấu hiệu sẽ đầy. Sau khi hắn ăn hết tiểu cửu hoàng thập diệp đan, Lăng Hàn mới khó khăn lắm đạt đến thập tứ tinh đỉnh phong. Hắn bắt đầu xung kích thập ngũ tinh, lần này, hắn kém chút chết mất, hắn xung kích thập ngũ tinh nhưng không thể tiến lên, lực lượng kinh khủng bị phản chấn trở về suýt đánh nổ thức hải của hắn. Lăng Hàn nghỉ ngơi đủ nửa năm mới khôi phục, vào lúc này, chuyện xấu tử vi đế tộc bị thần bí kẻ trộm đến thăm, trộm sạch bảo khố cũng không có che giấu, lặng lẽ lưu chuyển ra ngoài. Tinh võng rung động, là ai to gan lớn mật như thế, lại dám đi Tử Vi Đế tộc ăn cắp bảo vật, hơn nữa còn thành công. Chẳng lẽ là một vị thánh nhân? Không không không, cho dù là thánh nhân, tiến vào đại đế sát trận cũng chỉ có con đường chết. Như vậy là chuẩn đế, đa gia phật xuất thủ vẫn có thể ngăn cản đại đế sát trận. Tử Vi Đế tộc cũng không có bị công phá, mà là bị trộm. Vậy khẳng định không phải đa gia phật, mạnh như chuẩn đế, cần lén lén lút lút làm việc như vậy. Cho nên, người trên tinh võng suy đoán là ai trâu bò tới mức trộm bảo khố của đế tộc. Rất nhanh, đại hắc cầu liền đứng dậy phát biểu trên tinh võng. Cầu ra tuyên bố ở chỗ này, ta phụ trách việc tử vi đế tộc mất trộm. Lập tức, tinh võng sinh ra bàn tán sôi nổi. Đại hắc cầu cùng lăng hàn có quan hệ mật thiết với nhau, cho nên, đại hắc cầu nói chuyện như thế, tương đương với dẫn manh mối lên người lăng hàn. Là lăng hàn làm, tê, gia hỏa này không sợ phiền phức. Người xem, Bách Lý Thiên vừa mới muốn cưới chỉ mộng hàm làm thê tử, kết quả thì sao, lăng hàn đánh với bách lý thiên một trận dùng tu vi giáo chủ đánh ngang với tôn giả thất tinh thế hệ hoàng kim về sau trước mặt mọi người tuyên ngôn biểu thị sẽ mang chỉ mộng hàm từ đông lâm đế tộc rời đi khiêu khích như thế đã làm bách lý thiên mất hết thể diện như vậy còn chưa tính hiện tại trực tiếp trộm tổ địa của người ta châu bò ở đây mọi người cũng chỉ có phục lăng hàn mà thôi đúng thế hiện tại âm phủ xâm lấn nội bộ đế tộc chống vắng nhưng chống vắng cũng có một hai thánh nhân tọa trấn lại thêm đại đế sát trận quả thực vững như thành đồng hiện tại bị người ta lẻn vào gần như dọn sạch cả nhà ha ha tử vi đế tộc biến thành trò cười lớn rất nhiều người đều hoài nghi đế tộc có phải có tiếng không có miếng hay không lập tức có ra hỏa không có mắt tiến đến khiêu khích kết quả vô cùng thê thảm sau khi chết rất nhiều người tất cả mọi người khẳng định tử vi đế tộc vẫn là tử vi đế tộc là một trong những lực lượng mạnh nhất thế gian cũng chỉ có lang hàn mới có thể làm đế tộc hổ thẹn ban đầu lăng hàn đã dần dần mai danh ẩn tích dù sao vĩnh viễn bị giam ở cảnh giới giáo chủ không có khả năng làm người ta chú ý tới chỉ có người có khả năng thành đế như thế hệ hoàng kim dương dịch hoàn đinh thụ mới được nhắc tới kết quả thì sao lăng hàn không lên tiếng thì thôi vừa lên tiếng thì kinh thiên động trộm sạch một đế tộc thử hỏi có người thứ hai hay không tử vi đế tộc trở thành trò cười lại im lặng càng không phát biểu cái gì, cũng không bảo Lăng Hàn mang theo bảo vật trộm được tới nhận tội gì đó, cũng chưa hề nói muốn giết Lăng Hàn. Im lặng giống như không có gì xảy ra, cái này khiến tất cả mọi người là kỳ quái, phản ứng như thế hoàn toàn không phù hợp tử vi đế tộc tác phong A. Đế tộc bá đạo, lão tử là đệ nhất thiên hạ, từ trước đến nay chỉ có bọn họ đi ức hiếp người khác, nào có chuyện ăn thua thiệt mà im lặng. Cổ quái, nhưng mà chỉ qua một tháng, đột nhiên tử vi đế tộc thả ra tin tức, nói trăm năm sau, Bách Lý Thiên sẽ thành hôn với chỉ mộng hàm. Tin tức này truyền ra, thiên hạ đều kinh hãi. Tử vi đế tộc phản kích lại. Lăng hàn ngươi không phải rất có thể sao, nhưng nhìn xem, nữ nhân của ngươi sắp gả cho người khác. Có bản lĩnh, người tới náo hôn lễ đi. Chỉ là giáo chủ, dám ngang nhiên hiện thân, không phải muốn chết là cái gì. Tại sao là trăm năm sau? Sau khi tin tức truyền ra, thì ra Bách Lý Thiên đã tu thành tôn giả cửu tinh, hắn sắp thắp thánh hỏa và bước vào thánh vị. Đến lúc đó, Bách Lý Thiên Thành Thánh, hắn dùng tư thái mạnh nhất oanh sát Lăng Hàn làm loạn, không phải càng hả giận sao. Chính mình chết rồi, nữ nhân yêu mến thì gả cho kẻ thù, làm quỷ cũng không thể an ổn. Cho nên nói, đây là đại chiêu trả thù mà tử vi đế tộc ấp ủ thật lâu. Trên thực tế, tử vi đế tộc dù rất muốn giết Lăng Hàn hả giận, nhưng bọn họ lại làm được sao? Đi đâu tìm người, nhưng mà, mặc cho Bách Lý Thiên yêu nghiệt, muốn thành thánh cũng khó khăn trùng điệp. Có lẽ phải 50 năm, có lẽ phải 80 năm, khó mà nói được. Cho nên, vạn nhất khoe khoang là 50 năm, kết quả Bách Lý Thiên vẫn không thể nào thành thánh, chẳng phải tự tát vào mặt hay sao. 100 năm, thời gian đã đủ. 100 năm, Lăng Hàn thì thào tự nói, con mắt nhìn về phương xa, khóe miệng nở nụ cười. 100 năm, dù hắn không thành thánh, chỉ ít cũng có thể tu đến tôn giả cửu tinh. Với yêu nhiệt của hắn, cho dù Bách Lý Thiên thành thánh, chưa hẳn là đối thủ của hắn lăng hàn thử xé mở gông xiềng màu đen trên đạo quả nhưng phát hiện vẫn còn kém một ít cho nên mấu chốt chính là làm sao đột phá thập ngũ tinh đột phá thập ngũ tinh ta có thể đánh vỡ thiên địa giam cầm mà ta tin tưởng đây đã là cực hạn của giáo chủ không có khả năng đột phá thập lục tinh lăng hàn trọng trấn cờ trống hắn lại sung kích thập ngũ tinh nhưng mà hắn vẫn lấy thất bại mà kết thúc dường như không có khả năng đạt tới trên thực tế đừng nói thập ngũ tinh trên cửu tinh là cảnh giới gì thì không người biết. Thập ngũ tinh, khó như lên trời. chương năm 2013, thập ngũ tinh, lăng hàn chữa khỏi vết thương, hắn tiếp tục xung kích thập ngũ tinh. Một lần, hai lần, ba lần hắn không ngừng thất bại, mà mỗi một lần thất bại, không chỉ thể nghiệm vô cùng thống khổ, hơn nữa còn tổn thất sinh mệnh bản nguyên của hắn. Đây là chí mạng, tích lũy tới trình độ nhất định, đừng nói đột phá, tính mạng của hắn cũng mất đi. Nhưng mà, chỉ có con đường này có thể đi không đột phá thập ngô tinh hắn không có cách gì kéo đứt gông xiềng đạo quả từ đó đột phá tôn giả hắn sẽ bị giam vĩnh viễn tại giáo chủ khi đó không có gì phải nói giáo chủ mạnh nhất lịch sử thì như thế nào đây là lăng hàn theo đuổi sao không thành công thì thành nhân lăng hàn cũng không có mù quáng mà là làm gì chắc đó mỗi một lần đột phá hắn đều tổng kết nguyên nhân thất bại không thể chui đầu vào một cái cống hai lần hắn vẫn thất bại sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng Lăng Hàn phun máu tươi, hắn lại tao ngộ một lần thất bại. Sinh mệnh bản nguyên còn lại chỉ đủ sung kích một lần. Nếu thất bại lần nữa thì xong đời. Không hổ là thiên địa gông xiềng, bị buộc lên tuyệt lộ. Lăng Hàn thì thào, mặc dù miệng nói tuyệt vọng nhưng ánh mắt của hắn lại sáng ngời. Sau khi thất bại thật nhiều lần, cuối cùng hắn đã có tự tin. Lần tiếp theo, chia 5 năm đi, một nửa tỷ lệ lên trời, một nửa xuống địa ngục. Lăng Hàn bắt đầu an dưỡng, lần này hắn dùng thời gian 3 năm trừ sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng ra, hắn đã điều chỉnh tới trạng thái mạnh nhất. Đến, hắn dứt khoát kiên quyết, bắt đầu xung kích thập ngũ tinh một lần cuối cùng. Lần này thất bại, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội xung kích thập ngũ tinh, thậm chí bởi vì sinh mệnh bản nguyên khô héo nghiêm trọng mà chết đi rất nhanh. Nhưng mà, hắn không quan tâm, nếu không thành đế, hắn khác gì cỏ rác, sống lâu mấy vạn năm chẳng khác gì cá ướp muối. Hắn ngồi ngay ngắn, oanh, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng phun trào, trong thức hải của hắn phát sinh biến hóa như sóng to gió lớn. Thập ngô tinh, mở cho ta, oanh, 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 hắn sung kích lần nữa, nhưng mà, xiềng xích màu đen nhốt đạo quả, chiều dài có hạn, mà đạo quả đang không ngừng trưởng thành, đã làm xiềng xích màu đen trống đến cực hạn, cho dù thế nào cũng không thể tiến thêm một bước. Cái gọi là thập ngô tinh, đó là một đạo kim vân biểu hiện ra ngoài của đạo quả, biến hóa chân chính là bản thân đạo quả, nó lớn nhỏ trực tiếp quyết định một kích của lang hàn có thể đánh ra bao nhiêu đạo quy tắc. Cho nên, đạo quả bị áp chế không có cách gì trưởng thành, cũng kiềm chế lang Hàn ở thập tứ tinh đỉnh phong. Trên trán lang Hàn nổi gân xanh, hắn đang tụ lực bộc phát một lần. Nhiều lần thất bại như vậy, hắn phát hiện xiềng xích màu đen kiên cố nhưng không có bền chắc như thép, mà là có vài chỗ yếu ớt, đó là điểm đột phá. Mở, lang Hàn hét lớn một tiếng, phốc, lỗ chân lông toàn thân phun máu. Năng lượng sôi trào đang tràn vào thức hải, đẩy mạnh một bước cuối cùng. Bang, một âm thanh thanh thúy vang lên, xiềng xích màu đen bung ra ha ha lăng hàn cười to trong lòng sinh ra cảm giác hào hùng không cách nào hình dung thiên địa gông xiềng thì như thế nào cũng không làm khó được hắn muốn ngăn cản hắn thành đế thiên địa cũng không cản nổi mở 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 hắn hét lớn căn bản không dùng thần thức hóa thành hình người đi kéo đứt xiềng xích đạo quả bành trướng cấp tốc cũng làm xiềng xích đứt đoạn như dễ như trở bàn tay giống như đạo quả bị xiềng xích màu đen mệt nhọc quá lâu nó cũng tức giận nên bộc phát phốc lang hàn há miệng phun ra một ngụm máu nhưng máu tươi màu đen có cảm giác ô ám khó hình dung hắn còn chưa kịp chú ý chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể sôi trào thức hải như nước thủy triều hắn đang lúc đột phá nào dám phân tâm lang hàn vội vàng thu hồi tâm thần tiếp tục đột phá nhưng gông xiềng màu đen đã bị kéo đứt binh cảnh thập ngũ tinh gông xuất hiện kế tiếp có dễ dàng hay không chỉ hai ngày sau đó lang hàn chân chính bước lên thập ngũ tinh hắn mở hai mắt ra Hắn phát hiện máu đen mình phun ra ngoài đã biến mất. A, à, hắn cao mày, vào lúc này vui sướng đột phá thập ngũ tinh vui đã vượt qua tất cả, hắn tươi cười rất tươi. Hiện tại, thực lực của ta mạnh bao nhiêu? Lang Hàn xuất trưởng, 99 đạo quy tắc đều hiện. Mới 99 đạo, phải biết, hắn ở thập nhị tinh đã đánh ra 90 đạo quy tắc, nhưng từ thập nhị tinh xông lên thập ngũ tinh chỉ tăng lên 9 đạo quy tắc. Không có đơn giản như vậy, nguyên nhân là sau 90 đạo quy tắc, mỗi khi gia tăng một đạo quy tắc uy lực quy tắc sẽ gia tăng gấp 10 lần. Vì sao? Quy tắc có con số càng lớn, khi tăng một đạo quy tắc sẽ sinh ra hiệu quả đan vào nhau càng nhiều, từ đó sẽ phóng đại uy lực lên một tầng. Hiện tại, cho dù ta không sử dụng năng lượng hủy diệt cũng đủ để đánh với Bách Lý Thiên một trận. Quá kinh khủng, chỉ là giáo chủ nhưng có thể chống lại thế hệ hoàng kim, hơn nữa còn là tôn giả cửu tinh. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn là thập ngũ tinh hoàn toàn có thể tương đương với tôn giả lục tinh, Lăng Hàn đạt tới tôn giả lục tinh chẳng phải sẽ quét ngang tứ cực cảnh sao. Nói đến, dù sao Lăng Hàn cũng ăn thiệt thòi ở quy tắc thất tinh, nếu không, hắn cũng không phải đánh ngang Bách Lý Thiên, mà là nghiền ép. Nhưng sinh mệnh bản nguyên hao tổn quá lớn, Lăng Hàn thở dài, sinh mệnh bản nguyên của hắn lúc trước bị hao tổn quá mức lợi hại, mặc dù không ảnh hưởng đến chiến lực, nhưng về sau hắn đột phá tôn giả, thánh nhân, hắn chỉ có thể thành công một lần. Phàm là có một lần thất bại, sinh mệnh bản nguyên sẽ bị chém một đao, hắn cũng nói tạm biệt với tu luyện thậm chí nói tạm biệt cùng nhân sinh đại dược có thể chữa trị sinh mệnh bản nguyên ít đến thương cảm lần trước quét ngang tử vi gia tộc cũng chưa từng tìm ra một gốc a à, bách lý gia không có ta có thể đi nơi khác tìm xem lang hàn tươi cười mặc dù hắn xông lên thập ngũ tinh nhưng muốn đạt tới thập ngũ tinh đỉnh phong cần bao nhiêu tiên khí để lấp đầy cho nên hắn phải đi tới vài đế tộc khi đó tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên giáo chủ đỉnh phong sau đó hắn sẽ sung kích tôn giả tứ cực cảnh, ta chậm hơn người khác bao lâu. Hiện tại âm hồn xâm lấn, thế hệ trẻ tuổi hoặc là chết, hoặc tu vi tăng lên tốc độ nhanh đến dọa người, như thế hệ Bạch Ngân đã có vài người bước vào tôn giả, cảnh giới cũng vượt qua lăng hàn. Đương nhiên, cảnh giới là cảnh giới, chiến lực là chiến lực, cũng không hoàn toàn xứng đôi. Lăng hàn xuất quan, sau khi nhận được tin tức, tất cả mọi người vui mừng. Đây chính là sau nghỉ lâm môn, một, lăng hàn lại thành công đột phá, hai, cũng có ý nghĩa lớn nhất, Lăng Hàn đã phá vỡ thiên địa gông xiềng. Lúc này con đường của hắn không còn trở ngại. Sau khi mọi người chúc mừng, Lăng Hàn gọi hầu ca. Chúng ta lại đi làm một chuyến. Hắn nói, tốt, cầu ra cũng đi. Đại hắc cầu lập tức tiến tới. Trường 5014, Thánh Hỏa. Ăn cướp nhà ai, Tiểu Thanh Long cũng tham gia. Hắn cùng đại hắc cầu đều là gia hỏa sợ thiên hạ không loạn. Lăng Hàn thở dài, hai người các ngươi lại tới làm loạn rồi. Cái gì gọi là làm loạn, thực lực chúng ta đặt ở nơi nào cũng gọi là cao thủ. Tiểu Thanh Long không phục, đúng đấy, cảnh giới chúng ta còn cao hơn ngươi. Đại Hắc Cầu cũng nói, khoan hãy nói, hai tên gia hỏa một cái là tôn giả tam tinh, một cái là tôn giả tứ tinh, thực lực thật sự cũng tiêu chuẩn, trên đời này có ít người mạnh hơn bọn họ. Được, chúng ta chia ra hành động, ta và Hầu Ca một tổ, hai người các ngươi một tổ. Lang Hàn cười nói, không được, Đại Hắc Cầu và Tiểu Thanh Long đồng thời lắc đầu, khốn kiếp, không có hầu ca bảo kê hay Lăng Hàn có một đống lớn bí bảo, bọn họ không có nắm chắc. Dù sao, đây chính là đi trộm đồ của đế tộc. Lăng Hàn nhún vai, "Vậy các ngươi nên đàng hoàng đợi ở chỗ này đi, mang bọn ta đi, chúng ta bảo đảm không làm loạn." Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long đều dùng ánh mắt khao khát nhìn Lăng Hàn, còn rất cố gắng mở to hai mắt nhìn, từ đó tăng cường thành khẩn. "Tốt, bọn họ nhanh chóng xuất phát lên đường, mục tiêu là kim đỉnh đế tộc. Nhưng mà, hấp thu giáo huấn của Tử Vi đế tộc hiện tại cho dù là đế tộc nào cũng tăng cường phương diện bảo vệ tổ địa trước đó chỉ cần có người bản tộc dẫn theo là có thể tự do ra vào đế trận hiện tại thế nào chỉ cần có người ngoài tiến vào tất cả đều đánh chết bởi như vậy trực tiếp đánh nát suy nghĩ của đám người lăng hàn không làm được nếu không chúng ta thu nhỏ hình thể ẩn vào trong cơ thể người thạch ra đế trận cũng không thể chém người bản tộc nha đại hắc cầu nghĩ kế lăng hàn lắc đầu trận pháp đại đế thật vận chuyển khẳng định có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, dù đế trận không động sát cơ, nhưng chỉ cần cho thánh nhân thạch ra ra mặt, chúng ta cũng gặp tai họa. Đúng đấy, lão hắc không đáng tin cậy, nghĩ ra chủ ý ngu ngốc. Tiểu Thanh Long lẩm bẩm, ngươi nghĩ ra chủ ý gì không? Đại Hắc cầu trợn mắt nói, Tiểu Thanh Long cự tuyệt, nó có biện pháp sao? Trừ phi có thực lực chuẩn đế cưỡng ép phá trận, nhưng đây chỉ là phỏng đoán, chuẩn đế có thể ngăn cản đại đế sát trận hay không cũng là ẩn số. Đi, Lam Hàn lắc đầu cứ thế xám xịt rời đi. Đại Hắc Cầu không cam tâm, đúng thế, thật không có mặt mũi. Tiểu Thanh Long cũng nói. Lang Hàn cười một tiếng, ta và hầu ca đi về trước, chờ tin tức tốt của hai người các ngươi. Không không không, Đại Hắc Cầu lập tức lắc đầu. Cầu ra vừa bấm ngón tay tính quẻ, mấy ngày gần đây vận khí của chúng ta đều không tốt, thích hợp ở nhà an ổn sinh hoạt. Lang Hàn cũng chỉ trêu chọc bọn chúng một câu, bốn người bất đắc dĩ trở về. Bọn họ lại đi tới vài đế tộc, nhưng đều không ngoại lệ phòng ngự đã tăng lên rất nhiều. Mà càng nhiều đế tộc ẩn nấp sâu trong tinh không, như Phật tộc, cái gì ngoài tam thập tam thiên, trời mới biết đó là nơi nào, đang ở nơi đâu. Trở về không lâu, cửu sơn thánh nhân lại là đi vào. Người vẫn là giáo chủ, nhìn thấy lăng hàn, cửu sơn thánh nhân cao mày. Lão phu nhận được tin tức, người bị thiên đạo giam cầm, không có cách gì đột phá tứ cực cảnh, vốn cho rằng chỉ là đồn đại, không nghĩ tới lại là sự thật. Nếu không, thế hệ bạch ngân nhao nhao tiến vào cảnh giới tôn giả, không có đạo lý lang hàn còn dậm chân tại giáo chủ. Lão tặc thiên, người cũng quá hung ác, cửu sơn thánh nhân ngửa đầu nói với bầu trời, bang, nhưng đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo thiểm điện. Cửu sơn thánh nhân đưa tay hóa giải, nhưng trên bàn tay lại xuất hiện vết cháy. T, thánh nhân bị thương, đây là thiên địa thi phạt, nguyên nhân là vì cửu sơn thánh nhân nhục mạ thiên đạo. Vì cái gì người khác mắng thiên địa nhưng không ảnh hưởng, thánh nhân lại không được. Nguyên nhân thánh nhân thắp thánh hỏa thì bản thân dung nhập vào quy tắc thiên địa, có thể xem như người phát ngôn của thiên đạo. Cho nên, thánh nhân mắng thiên địa là không được, không đợi Lăng Hàn mở miệng, cửu sơn thánh nhân lại nói. Lão Phu sử dụng thánh hỏa đến giúp người phá cục, Lăng Hàn giật mình, lão gia tử muốn liều mạng, thánh hỏa chính là căn bản của thánh nhân, một khi dập tắt sẽ rớt ra khỏi thánh vị, cũng mang ý nghĩa sinh mệnh đi đến cuối con đường. Muốn lớn mạnh thánh hỏa rất gian nan, cho nên, thật nhiều thánh nhân bước vào thánh vị đều dừng bước ở nhất tinh, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Lão gia tử sử dụng thánh hỏa giúp hắn, hắn đang dùng thánh vị và tính mạng đánh cược. Lang Hàn sinh lòng cảm động, vội vàng nói: "Lão gia tử, ta đã phá vỡ thiên địa phong tỏa, hiện tại ta chỉ cần có đầy đủ tiên khí sẽ đột phá tứ cực cảnh." "Thật chứ?" Cửu Sơn thánh nhân sững sờ. "Tự nhiên là thật." Lang Hàn cười nói: "Ha ha ha ha." Cửu Sơn thánh nhân cất tiếng cười to, hắn may mắn đột phá thánh nhân, nhưng tiềm lực đã dùng hết, cả đời này vô vọng thánh nhân nhị tinh. Cho nên Tất cả hy vọng của hắn nằm trên người Lăng Hàn. Đệ tử trẻ tuổi này có khả năng thành đế. Lăng Hàn hiện tại bộc phát lực lượng của mình, Cửu Sơn Thánh Nhân im lặng thật lâu. Lúc trước hắn thông qua tinh võng thấy được Lăng Hàn biểu hiện, chiến tôn giả thất tinh như Bách Lý Thiên không rơi vào thế hạ phong, yêu nghiệt đến không cách nào hình dung, nhưng bây giờ nhìn lại, thực lực Lăng Hàn lại tăng lên rất nhiều. Người bây giờ tái chiến Bách Lý Thiên, trong vòng 10 chiêu nhất định có thể chém hắn. Lão gia tử kết luận, Lăng Hàn gật đầu, đúng là như thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là Bách Lý Thiên còn là tôn giả thất tinh. Nhưng mà, Bách Lý Thiên mấy năm trước cũng bước vào tôn giả cửu tinh, bắt đầu xung kích thánh vị, đương nhiên chiến lực không có khả năng còn dừng lại ở thời điểm tôn giả thất tinh. Cửu Sơn Thánh Nhân đã loại bỏ tâm bệnh, đương nhiên tâm tình thật tốt, hỏi xem Lăng Hàn trải qua thế nào. Lăng Hàn cũng nói trọng điểm, sau đó trong lòng khẽ động, hắn cầm thanh kiếm gãy ra và nói. Lão gia tử, ngài xem đi, ồ, Cửu Sơn Thánh Nhân tiếp nhận kiếm gãy, lông mày run run có phát hiện đây là thánh khí nhưng nó đã tàn phế không cách nào bộc phát huy lực cửu sơn thánh nhân nói nhưng trong đó có một tia thánh hỏa thánh hỏa với thánh nhân mà nói thánh hỏa chính là thứ quý giá nhất có thể đẩy mạnh tu vi kéo dài thọ nguyên trên lý luận thánh nhân chết thánh hỏa diệt trong kiếm gãy còn một tia thánh hỏa cửu sơn thánh nhân đưa kiếm gãy trở về chờ người bước vào thánh vị người hấp thu thánh hỏa trong đó giúp người vững chắc cảnh giới tăng lên một chút tu vi. Lăng Hàn không có thu, mà chỉ nói: "Do lão gia tử ngươi cầm đi luyện hóa đi, ngươi chính là thánh nhân, ngươi cần hơn ta. Hơn nữa, thánh hỏa khẳng định đang yếu bớt, cho nên không nên lãng phí mới tốt." Cửu Sơn thánh nhân không chịu thu, lão phu mới vừa đột phá thánh cấp, thọ nguyên vô cùng dài, cũng không cần. Đẩy tới đẩy đi, hai người đều muốn nhường thánh hỏa cho đối phương. Chương 5015 Thánh nhân mộ địa nếu như người ngoài nhìn thấy khẳng định sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi thánh hỏa đấy ngay cả thánh nhân cũng đỏ mắt nhưng hai vị này nhường tới nhường lui các ngươi không cần nhưng ta cần cuối cùng vẫn là cửu sơn thánh nhân nhận kiếm gãy đúng như lăng hàn nói thánh hỏa đang suy yếu nói không chừng chờ lăng hàn thành thánh thì nó dập tắt hoàn toàn khi đó sẽ lãng phí lão gia tử cảm thán hắn có thể bước vào thánh cấp là bởi vì lăng hàn cho đế kinh hiện tại lại cầm thánh hỏa của đệ tử hắn làm trưởng bối cũng không tốt luôn cầm đồ vật của đệ tử. Người ta đều là trưởng bối ban cho vãn bối, nhưng lần này Cửu Sơn thánh nhân cũng không phải chỉ đến thăm Lăng Hàn, hiện tại có một việc. Thánh nhân mộ địa mở ra. Thánh nhân mộ, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn chưa từng nghe qua nơi này. Như thế nào, thánh nhân chết đều mai táng trong đó? Không thể nào, thánh nhân mộ địa nằm ở nơi thần bí trong tinh không. Cửu Sơn thánh nhân nói, không biết bắt đầu từ thời đại nào, lần lượt có thánh nhân già nuột tiến vào chỗ đó đánh cược lần cuối có thể lấy được thánh hỏa và kéo dài thọ nguyên. Dần ra, thánh nhân đến đó càng ngày càng nhiều, nơi đó thật sự có thánh hỏa, có thánh nhân thành công có được, kéo dài thọ nguyên, tăng thực lực lên. Cho nên, về sau mỗi lần mở ra, chẳng những có lão thánh nhân sẽ đi, còn có rất nhiều thánh nhân mới tiến vào, dù sao, thánh hỏa cũng không chỉ kéo dài thọ nguyên đơn giản như vậy. Nguyên nhân chỗ đó mai táng rất nhiều thánh nhân, vô số vật chất thánh cấp tẩm bổ nên thừa thải đại dược. Lăng Hàn giật mình, khó trách cửu sơn thánh nhân muốn đi nguyên nhân không chỉ vì thánh nhân những người khác cũng có thể được lợi khi tiến vào thánh nhân mộ địa theo ý nghĩ ban đầu của lão gia tử hắn muốn sử dụng thánh hỏa giúp mình sau đó mang theo chính mình đi thánh nhân mộ lão gia tử có thể dùng thánh hỏa chữa trị tự thân mà hắn cũng có thể tìm kiếm cơ duyên tại nơi đó từ đó tiến thêm một bước thánh nhân mộ địa đã mở ra lang hàn hỏi còn chưa mở ra hoàn toàn chỉ có dấu hiệu cửu sơn thánh nhân nói có lẽ còn thời gian nửa tháng nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng. Lăng Hàn gật đầu, có thánh dược thì có tiên khí, cho nên, nếu như vận khí tốt, khi hắn bước ra khỏi thánh nhân mộ địa đã là tôn giả. Hắn kêu gọi hầu ca và đám người đại hắc cầu chuẩn bị một chút, sau đó liền xuất phát. Lần này người đi không nhiều, chỉ ít cũng là tôn giả hoặc nắm giữ chiến lược tôn giả, như nữ hoàng đều phải lưu lại, bọn họ đi cũng giúp không được cái gì. Thánh nhân mộ địa, chủ lực tiến vào đều là thánh nhân. Đám người lăng hàn đi còn cẩn thận một chút, không cẩn thận còn bị người ta tiêu diệt. Thánh nhân mộ địa sắp mở ra, đại lượng thánh nhân xuất hiện, mỗi một tên thánh nhân đều sẽ sinh lòng cảm ứng, cho nên, không cần ai đi thông chi, mỗi một tên thánh nhân đều biết chuyện này. Thời điểm đám người lang hàn đi tới, chỉ thấy trong tinh không xuất hiện lỗ hỏng, có gió lốc thổi ra, hóa thành năng lượng phong bạo kinh khủng càn quét trong tinh không. Nơi này có thật nhiều thánh nhân, dù là âm phủ xâm lấn, thời điểm chiến sự căng thẳng, nhưng vẫn có rất nhiều thánh nhân tới đây. Trời đất bao la, Đương nhiên không bằng tính mạng của mình, lại nói, nếu có thể thu hoạch được thánh hỏa, tăng lên chiến lực, chẳng phải có thể chống cự âm hồn xâm lấn hay sao? Năm người lăng hàn vô cùng khiêm tốn, còn che giấu tướng mạo bản thân, tránh bị người khác nhận ra. Dù sao, Cửu Sơn thánh nhân cũng chỉ là nhất tinh, không có đế binh uy hiếp, chiến lực là hạng chót trong thánh nhân. Đương nhiên, hắn còn có thánh khí, đây chính là thứ do Cửu Dương thánh nhân chế tạo, uy lực kinh người, nếu thật sự liều mạng, trong thánh nhân chẳng có mấy người đánh lại lão gia tử. Nhưng bọn họ đến tìm kiếm cơ duyên, đánh nhau làm gì? Hiện tại thánh nhân mộ địa còn chưa mở ra, mọi người đang yên lặng chờ đợi. Nơi này đều là thánh nhân, người nào dậm chân một cái cũng làm tinh không rung động, từng người đều tỏa ra khí thế cao ngạo. Lăng Hàn thấy rõ ràng, quả nhiên, phần lớn thánh nhân đều mang theo tiểu bối đến, đây là cơ duyên to lớn với mỗi người. Theo thời gian trôi qua, thánh nhân tới càng ngày càng nhiều, thật nhiều đều đến từ đế tộc. Có chút thánh nhân thật sự đã giả đến răng rơi mất, toàn thân tỏa ra khí tức suy bại. Phải biết, thánh nhân có thể đoạn chi trọng sinh, bây giờ răng đã rụng sạch, có thể thấy được bản nguyên suy bại cỡ nào, thánh hỏa như ngọn nến trước gió, tùy thời sẽ dập tắt. Dạng thánh nhân này tới là đánh cược lần cuối, chỉ cần có thể tìm tới đại lượng thánh hỏa, khi đó thánh hỏa bản thân sẽ bốc cháy hừng hực, có thể quay về lúc tráng niên. Thế hệ hoàng kim tới không ít, lăng hàn nhìn lướt qua, có thể nói, trừ đế tử Minh Yến Đông Minh và đế tử Thiên Bách Lý Thiên Gia, thế hệ hoàng kim đều tụ tập đông đủ, hơn nữa cơ bản không phải bát tinh cũng là cửu tinh khoảng cách đốt thánh hỏa đã không xa phần lớn thế hệ bạch ngân đều là tôn giả chỉ có số ít đang kẹt ở giáo chủ đế tử bình thường tạm thời chưa có ai xông lên tôn giả đinh thụ tới thủy nhất tới tỉnh Hảo nhiên và những bá chủ nguyên thế giới đều tới nhưng mà dương dịch hoàn phong diệu lăng là thiên tài thượng cổ lại không thấy a à, vì cái gì có nhiều nơi có thể nhìn thấy bọn họ có nhiều chỗ không có thánh nhân mộ địa cơ duyên còn chưa đủ lớn sao Lăng Hàn hơi tò mò, nhưng cũng không có để ở trong lòng, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Lại qua mấy ngày sau, cái khe trong tinh không càng lúc càng lớn, năng lượng phong bạo càng ngày càng mạnh, cho dù là thánh nhân cũng không muốn trực diện, nhao nhao né tránh. Thánh nhân mộ địa sắp mở ra, Lăng Hàn thấy được lão thánh nhân của Đông Lâm đế tộc mang theo mấy tiểu bối, trong đó có đến muộn, nhưng trong bọn họ có chỉ mộng hàm. Thiên tài đỉnh cấp có thể sánh ngang thế hệ hoàng kim, tại sao không tới? mặc dù chỉ mộng hàm thiên phú kinh người nhưng tuyệt đối chưa đạt tới mức có thể xung kích thánh vị cho nên nàng bị đông lâm đế tộc cấm túc căn bản không có khả năng rời đi nếu không chỉ mộng hàm bỏ trốn cùng lăng hàn đông lâm đế tộc sẽ mất mặt hay sao hơn nữa bọn họ sẽ trở mặt với tử vi đế tộc lại qua hai ngày sau khe nứt lớn như tinh cầu năng lượng phong bạo càn quét khắp nơi kéo dài hồi lâu sau đó năng lượng phong bạo thu lại cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh Thánh nhân mộ địa chính thức mở ra, đi, từng thánh nhân bay vào trong, bọn họ mang theo kiểu bối tiến vào trong khe nứt. Chúng ta cũng đi, Cửu Sơn thánh nhân nói, lúc này hắn mang theo một đám người tiến vào trong khe nứt. Chương 5016, tinh cầu vỡ vụn. Đây là một thế giới hắc ám, nó trống rỗng và lạnh như băng như tinh không bên ngoài. Nhưng bây giờ, từng vị thánh nhân đang phát tỏa ra hào quang như bó đuốc. Lăng Hàn nhìn thấy, trong cơ thể Cửu Sơn thánh nhân có một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt đó là thánh hỏa, kỳ quái, ở chỗ này, thánh hỏa tự động hiển hóa ra ngoài. Có thể nhìn thấy màu sắc thánh hỏa cũng không giống nhau. Có rất nhiều màu tím, có rất nhiều màu đỏ, có rất nhiều màu trắng, lớn nhỏ cũng khác biệt, có lớn như nắm tay, có như đầu người, có lớn như lò lửa. Kỳ quái, rõ ràng trong thân thể nhưng mà thân thể chỉ là kích thước bình thường, thánh hỏa lại lớn hơn xa thân thể. Thánh nhân cửu trọng, mỗi cái tiểu cảnh giới đều có màu sắc thánh hỏa khác nhau cửu sơn thánh nhân mở miệng giải thích với lăng hàn như lão phu chỉ là nhất tinh thánh hỏa của ta có màu trắng lên một tầng nữa là nhị tinh nó có màu đỏ tam tinh là cam tứ tinh là vàng ngũ tinh là xanh lục lục tinh là xanh lơ thất tinh là xanh lam bát tinh là tím cửu tinh là đen nghe nói như vậy cũng dễ dàng phân biệt tu vi của thánh nhân lăng hàn nhìn chung quanh hắn phát hiện thánh nhân ngũ tinh làm chủ thánh nhân cấp thấp khá nhiều trên ngũ tinh ít đến thương cảm thánh nhân tu vi cao nhất chính là bát tinh, nhưng cả người bao phủ trong khói đen, căn bản không cách phân biệt được hình dạng của hắn. Nếu nơi này không tự hiển hóa thánh hỏa, có lẽ sẽ không ai chú ý tới việc hắn là bát tinh. Thánh nhân trên thế gian vốn không nhiều, thánh nhân bát tinh càng ít đến thương cảm. Tất cả mọi người đang suy đoán địa vị của người này, mặc dù cảnh giới cũng không thể đại biểu chiến lực nhưng có thể tu đến bát tinh, có ai không mạnh. Lại nói, đã leo lên thánh vị, hạng người soàng xính đều chết sớm lại tiến lên một lúc chỉ thấy phía trước xuất hiện một đại lục đang lơ lửng đại lục này móc ra từ tinh cầu cho nên nó như một hòn đảo nhỏ trong tinh không đây chính là thánh nhân mộ địa sao phía trước đã có đại lượng thánh nhân dừng lại và đáp xuống đại lục kia cửu sơn thánh nhân cũng mang theo bốn người lăng hàn đáp xuống đây là thế giới hoang vu mặc dù rừng rậm trải rộng nhưng mỗi một cây đều tử vong chúng đã chết khô mặt đất cũng có màu đen giống như hắc thiết cửu sơn thánh nhân thả bốn người xuống bọn họ đều có chiến lược tôn cấp, hoàn toàn có thể hành tẩu tại nơi này. Phiến đại lục này cũng không lớn, bọn họ đi dạo một vòng nhưng không phát hiện cái gì. Đây chính là một khối đại lục bình thường, không có tiên dược, cũng không có thánh thi. Thánh nhân mộ, không có thánh thi, sao lại nói là thánh nhân mộ địa? Đi đến phần cuối đại lục, thánh nhân đều mang theo tiểu bối xuất phát. Cửu sơn thánh nhân cũng mang theo bốn người lăng hàn xuất phát, cũng tiến tới nơi kế tiếp. Lại qua gần nửa ngày, phía trước xuất hiện một đại lục trôi lơ lửng lần nữa. Sau khi tìm kiếm, bọn họ không hề có phát hiện gì. Nhưng khối đại lục này còn lớn hơn cái trước không ít. Sau đó, bọn họ nhìn thấy được rất nhiều đại lục lơ lửng, chúng như kết thành mây đen trên không gian, phía trên không có cái gì, chỉ có thể thích càng lớn. Cuối cùng, lại đi 3 ngày, bọn họ nhìn thấy tinh cầu to lớn. Nhìn kỹ, mọi người đều khiếp sợ, thì ra tinh cầu bị đánh bạo, chỉ còn lại hạch tâm mà thôi. T, trước đó có đại lục lơ lửng, tất cả đều là vỏ ngoài của tinh cầu này. Mọi người nhìn tinh cầu trong không gian và trợn mắt, to, to đến kinh người, thời điểm tinh cầu này còn hoàn chỉnh, thể tích của nó vô cùng kinh người, trong tinh không hiện tại không có tinh cầu nào to lớn như thế. Như vậy, trước kia nơi này chính là trung tâm, các thánh nhân đi vào nội hạch của tinh cầu, trên thực tế, mặc dù là nội hạch nhưng nó vẫn to đến kinh người, không thể kém hơn bất cứ tinh cầu nào hiện tại. A, à, vừa đáp xuống đất, các thánh nhân kinh ngạc, nguyên nhân ở chỗ này, thánh hỏa của bọn họ bị áp chế, thực lực bị hạn chế rất lợi hại. Đương nhiên có bị hạn chế thì thực lực cũng hơn sa tôn giả, nhưng tranh lệch giữa thánh nhân nhất tinh và thánh nhân tam tinh là gấp 10 lần, hiện tại đã thu nhỏ lại, chỉ còn gấp 3 lần. Kể từ đó, thánh nhân cảnh giới thấp dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ có gặp thánh nhân cửu tinh cũng không bị nghiền ép, mặc dù vẫn không địch lại, cho nên nắm giữ không ít quyền chủ động. Bọn họ lục soát, tìm kiếm dấu vết để lại dạo qua một vòng tinh cầu này rất vắng vẻ nhưng ở vùng cực nam có cái động to lớn mấu chốt ở trong đó sao không có do dự các thánh nhân tiến vào bên trong sau khi đi gần nửa ngày chỉ thấy động quật lại xuất hiện chi nhánh đám người lăng hàn thử đi bên trái động nhưng chưa đi bao xa đã cảm nhận có áp lực đáng sợ ập tới cho nên bọn họ phải rút lui nếu cứ đi tới bọn họ sẽ bị nghiền nát chỉ có cửu sơn thánh nhân mới có thể tiến nhập đây là thánh uy lại đi thử con đường khác dù áp lực cũng không nhỏ nhưng tôn giả lại đi lại tự nhiên lão gia tử thánh nhân mộ địa chân chính hẳn là nằm ở con đường bên trái lăng hàn nói như vậy chúng ta chia tay ở đây cửu sơn thánh nhân gật đầu đến nơi này thế hệ trẻ không thể đi con đường bên trái chỉ có thể chọn bên phải như vậy với thực lực cường đại của bốn người lăng hàn đối thủ là ai cũng không sợ mà thánh nhân đi con đường bên phái thánh nhân cũng không phải bảo mẫu khẳng định sẽ tìm kiếm cơ duyên của mình tại sao không đi tìm thánh hỏa mà đi bảo hộ đám hài tử? Thiên hạ không đế, thánh nhân chính là mạnh nhất, thân phận cỡ nào? Một trăm tiểu bối cộng lại cũng không bằng thánh nhân tăng lên một tinh hoặc sống lâu thêm mấy trăm năm. Cho nên, đám người lăng hàn chỉ cần quan tâm cạnh tranh cùng thế hệ, cho dù gặp tôn giả cửu tinh, lăng hàn cũng không sợ hãi. Cửu sơn thánh nhân yên tâm xuất phát, bốn người lăng hàn tiến vào con đường khác. Sau khi đi thật lâu, phía trước rộng rãi sáng sủa, xuất hiện một hẻm núi cực dài trước hẻm núi có rất nhiều người đang đứng cũng không có lỗ mãng tiến vào hẻm núi đây chính là thánh nhân mộ địa cho dù nơi này không có uy áp thánh nhân bọn họ làm sao dám hành sự lỗ mảng hiện tại thật nhiều người đang kết giao tình nếu không trông cậy được vào thánh nhân nhà mình thực lực của mình lại không được bọn họ sẽ kết bè với nhau mặc dù làm vậy sẽ thuận lợi dù sao cũng tốt hơn không có thu hoạch và mất mạng bởi vậy từng đoàn đội nhỏ hình thành bốn người các ngươi đi phía trước giò đường Thời điểm đám người Lăng Hàn đang quan sát tình huống, đột nhiên có người quát bọn họ. Chương năm 2017, sai khiến, Lăng Hàn biết rõ, bọn họ đều là người trời sinh mang theo hào quang hấp dẫn thu hận, chạy đến đâu cũng dẫn suốt cố sự. Nhưng vừa tới đã gặp phiền toái, Lăng Hàn vẫn cảm thấy đau răng. Quá không cho mặt mũi, bốn người Lăng Hàn nhìn nhau, bọn họ cười nhẹ, các người nhất định phải làm như vậy sao? Lăng Hàn hỏi, đoàn người đối phương có bảy người, đều là giáo chủ, hơn nữa đều là giáo chủ cao dai, mặc dù nhìn như tuổi trẻ nhưng mỗi một người đều mấy vạn tuổi. Bởi vậy, bảy người này đều là đạo tử thánh địa, được thánh nhân nhà mình dẫn tới đây. Bọn họ ôm thái độ tử vệ nên kết bè với nhau, cũng muốn người khác đi xung phong. Nhưng bọn họ lại chọn sai đối tượng, các ngươi không thấy đế tử cũng quan sát sao, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn ngươi tính là cái gì. Chẳng lẽ, muốn dựa vào việc này bán giá tốt trước mặt đế tử? Ha ha, nếu các ngươi ôm bản tính này, như vậy các ngươi sai lầm lớn rồi. Thế nào, chúng ta không thể sai khiến các ngươi hay sao?" Một tên nam tử mặc áo trắng cao ngạo nói. Bốn người Lăng Hàn lắc đầu, bọn họ vì khiêm tốn, chẳng những cải biến hình dáng tướng mạo, đồng thời còn áp chế tu vi, chỉ tỏa ra khí tức giáo chủ, Lăng Hàn cũng không cần làm chuyện dư thừa, hắn vốn là giáo chủ. Nhưng quá vô danh cũng có chỗ xấu, cho rằng ta dễ khi dễ hay sao? Cút, Hầu ca quát một tiếng, gương mặt lôi công giận dữ, khí tức tôn giả ba động ba 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 bảy tên giáo chủ đều ngã ngồi xuống đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh như mưa. Bọn chúng bị dọa không nhẹ. Trời ạ, à, bọn họ như nhìn thấy viễn cổ yêu hầu, nhưng đánh nát trời xanh, bọn họ bị dọa tiểu ra quần. Bọn họ không dám nói nhảm một câu, vội vàng bò dậy và bỏ chạy mất dạng. Lúc này bọn họ đều tan vỡ. Tại sao tùy tiện tìm người lại đá vào tấm sắt? Còn tốt, đám người lăng hàn cũng không có chém tận giết tuyệt, bằng không bọn họ dễ thoát thân như vậy sao? Nha bốn vị đang giả heo ăn thịt hổ nha một thanh niên lắc lắc quạt xếp hắn mặc một thân trường bào tuyết trắng trên người hắn tỏa ra khí chất tiêu sái suốt trần sắc mặt lăng hàn đầy cổ quái bởi vì người trẻ tuổi này chính là một trong ba người tu luyện trong vườn thuốc của tử vi đế tộc khi đó ba người kia đạt được cho phép nên tu luyện bên cạnh thánh dược kết quả thánh dược thành thục đều bị lăng hàn hái đi cho nên bọn họ bị hiểu lầm thật lâu người bách lý ra a à, ha ha lăng hàn cười nói trời tối như vậy còn lắc quạt xếp Hương vị trang bước đã bay xa ba dặm. Ha ha, đại hắc cầu và tiểu thanh long đều cười to. Hầu ca không quan trọng, hắn mở hỏa nhãn kim tinh ra quan sát tỷ sơn cốc thật tỉ mỉ. Hầu ca có hỏa nhãn kim tinh cũng không kém nhãn thuật của lăng hàn, bởi vậy lăng hàn cũng rất yên tâm. Hắn có thời gian chơi đùa. Lớn mật, người trẻ tuổi mặc áo trắng tức giận. Quát, người có biết ta là ai không? Ai? Đại hắc cầu thở dài nói, tại sao đám nhân vật phản diện các ngươi không có sáng ý gì cả? không nên mỗi lần đều là biết ta là ai không, cậu ra làm sao biết ngươi là cái dễ hành gì. Người trẻ tuổi mặc áo trắng suýt tức điên, nhưng hắn là đế tộc, hơn nữa sau khi hai tên đế tử trong tộc một bị phế, một bị giết, hắn cũng trở thành chuẩn đế tử. Chỉ cần lần này hắn biểu hiện xuất sắc, hắn thu hoạch đại cơ duyên trong thánh nhân mộ địa sẽ từ chuyển đổi thành chính thức. Cho nên, đương nhiên hắn kiêu ngạo, hơn nữa chính vì hắn không phải đế tử, cho nên hắn không có sĩ diện như đế tử, dù sao tự tôn yếu ớt còn không bằng tự tin mạnh mẽ ta là bách lý vân hà hắn lớn tiếng kêu lên chuẩn đế tử của tử vi đế tộc thôi đi mới chuẩn đế tử đại hắc cầu quơ quơ móng vuốt long ra đã làm thịt vài tên đế tử tiểu thanh long cũng khoác lác bách lý vân hà cười nhạo đúng là nói giỡn. ngươi còn giết qua vài đế tử ngươi cho rằng mình là ai các ngươi giả heo ăn thịt hổ không sợ gặp được chân long sẽ làm thịt các ngươi hay sao bách lý vân hà nói muốn ăn đòn, tiểu thanh long nổi giận, nó xuất một quyền, bành, bách Lý Vân Hà bị đánh bay ra ngoài, hắn không cách nào địch lại đối phương. Long ra ghét nhất một đám giả mạo hậu duệ chân long như các ngươi. Tiểu thanh long rất khó chịu, hiện tại, trên đời này chỉ có một mình nó là long tộc phần chính. Một quyền này cũng hấp dẫn lực chú ý của những người khác, mấy đế tử càng ngờ vực. Tại sao bốn người này cho bọn họ cảm giác như từng quen biết? Bách Lý Vân Hà bò dậy, trong mắt đầy lửa giận nhìn Tiểu Thanh Long đường đường đế tộc lại bị người ta đánh bay trước mặt nhiều người. Đây là nhục nhã, báo tên của ngươi đi, hắn cao ngạo nói ra, rõ ràng không địch lại nhưng thái độ càng ngang ngược. Tiểu Thanh Long nhìn sang Lăng Hàn, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, gật đầu. Đã đến nơi này, cũng không cần lại che giấu tung tích. Lăng Hàn mở miệng, nói, tiểu ha ha, người quên lúc ở bên trong vườn thuốc, năng lượng thiên địa đột nhiên suy kiệt, quy tắc không xuất hiện sao. Phốc, không ít người phun ra ngoài, Điều ha ha, người cũng dám nói. Hơn nữa, gia hỏa này nói như vậy là ý gì? Người khác không biết nên buồn bực, nhưng nội tâm Bách Lý Vân Hà lại nặng ền. Lăng Hàn, mặc dù chuyện tử vi đế tộc bị trộm cả thiên hạ đều biết, nhưng chi tiết cụ thể chỉ có thành viên hạch tâm của Bách Lý gia mới biết mà biết, hơn nữa hắn là người trong cuộc khi tu luyện ở vườn thuốc. Trời ạ, à, lúc ấy Lăng Hàn cũng ở trong vườn thuốc, thậm chí còn ở bên cạnh hắn. Bách Lý Vân Hà run rẩy, người nào không biết Lăng Hàn chính là sát thủ đế tử giết đế tộc không nháy mắt. hắn may mắn, a, à, có lẽ do hắn không phải là đế tử, cho nên lăng hàn mới không giết hắn. hiện tại hắn là chuẩn đế tử, chẳng phải cũng nằm trong danh sách chém giết của lăng hàn? người khác, bách lý vân hà không sợ, nhưng lăng hàn lại không giống. lăng hàn được công nhận là sát thủ đế tử, đế tử chết trong tay hắn đếm không hết. bây giờ đế tộc nói tên của hắn cũng phải cảm khái. trong thời gian ngắn, trên đầu bách lý vân hà đổ mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy hai chân run rẩy như sắp ngã xuống đất. A, à, đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người kinh ngạc, Lăng Hàn nói một câu không đầu không đuôi, tại sao Bách Lý Vân Hà liền biến thành dáng vẻ như vậy? Câu nói này, mang theo ma lực nào đó, ngu mắt chó của ngươi, dám không nhận ra Long ra sao? Tiểu Thanh Long cũng lộ ra chân thân, mặc dù đã qua rất nhiều năm, thân thể của nó cũng trưởng thành rất nhiều nhưng vẫn giống thần lằn, nhiều nhất chỉ lớn hơn một thước. Nó còn chưa đạt tới tuổi thành niên của Long tộc, cho dù tu vi cao nhưng nó vẫn là ấu Long. Cái gì gọi là mù mắt chó? Đại hát cầu tức giận, lời này không phải chỉ cây dâu mắng cây hòe hay sao? Cắn chết ngươi, đại hắc cầu hóa thành nguyên hình và cắn tiểu thanh long. chương năm 2018, thực lực, go go go, ngao ngao ngao, tiểu thanh long cùng đại hắc cầu cắn nhau vô cùng kịch liệt. Hai tên dở hơi này náo loạn không ít, lang hàn không nhìn nhiều, nhiều nhất chỉ đạp bọn chúng một cái mà thôi. Thăn lằn, tiện cầu, lúc này, mọi người kinh hô, tất cả đều không dám tin vào mắt mình hai tên dở hơi này chỉ là phụ, chủ yếu là bọn họ hiện thân, Lăng Hàn còn ở xa sao. Người 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 người, người người là Lăng Hàn, Bách Lý Vân Hà cũng có thể nói chuyện, hắn chỉ vào Lăng Hàn, giọng nói run rẩy, đôi mắt đầy sợ hãi. Sát thủ đế tử, siêu cấp đại ma vương, Lăng Hàn mỉm cười, hắn biến hóa thành nguyên hình, Lăng Hàn, thật sự là Lăng Hàn, mọi người kinh hô, mặc dù mọi người đều biết Lăng Hàn bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn, nhưng giáo chủ có chiến lực quá mạnh, khi đó còn đánh với tôn giả thất tinh bách lý thiên cũng kinh diễm khắp thiên hạ. mặc dù bây giờ đã rất ít người thảo luận về lăng hàn, nhưng tận mắt nhìn thấy nhân vật truyền kỳ cũng cảm khái. nếu không phải thiên địa giam cầm, gia hỏa này sẽ trở thành tôn giả mạnh nhất, thánh nhân mạnh nhất lịch sử, thậm chí vấn đỉnh đế vị. ha ha, lăng huynh đã lâu không gặp, đinh thuộc tiến lên chào hỏi lăng hàn. lăng hàn nhìn sang, cười nói, thế nào, hiện tại cảm thấy có thể đánh thắng ta, cho nên không gọi lão đại sao? Đinh Thụ buồn bực, biết sớm như vậy, hắn cần gì tự tìm mất mặt. Người bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn nhưng cái miệng vẫn thối như thế, hắn cảm thán, đáng tiếc. Ban đầu còn muốn luận bàn với người một chút. Thủy Thanh Sưởng cảm thấy đáng tiếc, nàng đã là tôn giả thất tinh, mặc dù giống như Bách Lý Thiên khi đó, nhưng Bá Chủ nguyên thế giới sẽ giống nhau sao? Hơn nữa, Lăng Hàn có thể đối kháng với Bách Lý Thiên là bởi vì hắn nắm giữ năng lượng hủy diệt, cần phải biết rằng thủy thanh xưởng cũng nắm giữ nhưng không phải trạng thái hoàn toàn mà thôi cho nên cùng là tôn giả thất tinh chiến giáo chủ nàng có thể thắng lăng hàn dễ dàng thậm chí có thể miểu sát đã như vậy cần chiến đấu hay sao lăng hàn cười ha ha vậy thì mời thủy tỷ tỷ bảo kê ta thủy thanh xưởng liếc mắt ai là tỷ tỷ của ngươi ta già như thế sao thống trị nguyên thế giới có người nào không phải lão quái vật sống vô số năm nhưng dù nói thế nào thủy thanh xưởng cũng là nữ nhân chỉ cần là nữ nhân sẽ quan tâm tuổi tác. Lăng Hàn, lúc này có đế tử mở miệng cắt ngang Lăng Hàn ôn chuyện với bằng hữu cũ. Muốn chết sao, Lăng Hàn quay đầu nhìn, đó là bích lạc đế tộc Hàn Vân, hắn không cần cho sắc mặt tốt. Nhưng Hàn Vân bây giờ đã là tôn giả cửu tinh, lần này tiến vào thánh nhân mộ địa chính là vì thể nghiệm thánh cấp, từ đó tránh đi đường rẽ, trên tu vi sẽ đuổi kịp Bách Lý Thiên, Yến Đông Minh, thậm chí vượt qua bọn họ. Tranh giành đế vị đã đến thời điểm mấu chốt, cho nên, hắn tự nhiên xem thường Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ có thể đánh ngang tay với tôn giả thất tinh Bách Lý Thiên mà thôi, cùng là thế hệ Hoàng Kim, hắn đã là tôn giả cửu tinh, mà Lăng Hàn thì sao? Bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn, thực lực không có khả năng tăng lên. Chiến lược cách xa, cần phải nói tỉ mỉ hay sao? Hàn Vân cao ngạo nhìn Lăng Hàn, thản nhiên nói, người đã là một tên phế nhân, người nên trốn vào một góc nào đó, đứng ngoài quan sát thời kỳ phong vân, như thế người còn có thể an ổn tới lúc tuổi già nhưng ngươi lại nhảy ra đúng là không biết sống chết long ra đến làm thịt hắn tiểu thanh long nhảy ra ngoài lang hàn khoát khoát tay ngươi không phải là đối thủ của hắn tiểu thanh long ăn thiệt thòi ở trên cảnh giới cũng chỉ là thất tinh nhiều nhất chống lại hàn vân bát tinh mà thôi dù sao người ta chính là thế hệ hoàng kim cũng không phải thổi phồng mặc dù khó chịu tiểu thanh long vẫn lui xuống có nói ngươi cũng không hiểu hàn vân từ tốn nói lang hàn cười một tiếng hàn gia có chuẩn bị chọn đế tử không đây là ý gì ta đã giết một hàn đế lần này lại giết ngươi hàn gia còn người kế tục hay không lăng hàn lại bồi thêm một câu cái này ngươi lấy đâu ra tự tin như thế rõ ràng đã bị giam ở giáo chủ vì cái gì ngươi còn cho rằng mình là đệ nhất thiên tài ha ha ngươi nhất định muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi hàn vân nhanh chân đi về phía lăng hàn oanh trong người hắn tỏa ra dị sắc như hóa thành một dòng sông dài tôn giả cửu tinh đấy hơn nữa còn là thế hệ hoàng kim, thật sự mạnh tới mức không có thiên lý, chỉ có thánh nhân có thể áp chế. Lăng Hàn đứng chắp tay giống như chẳng có ý chiến đấu. Chết, Hàn Vân điểm một chỉ về phía Lăng Hàn, một dòng sông lao thẳng về phía Lăng Hàn. Trong dòng sông có đạo tắc xuất hiện, quy tắc thất tinh, 16 đạo, Hàn Vân cũng không giữ lại, hắn biết rõ Lăng Hàn yêu nghiệt, lại có năng lượng màu đen thần bí trợ giúp, thậm chí có thể đối kháng 14 đạo quy tắc thất tinh, cho nên vừa ra tay hắn đã sử dụng toàn lực. Oanh, mỗi giọt nước trong dòng sông đều ẩn chứa đạo tác lực sát thương vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn cản như thế nào? Tất cả mọi người hiếu kỳ, phải biết, Hàn Vân còn mạnh hơn Bách Lý Thiên những năm trước, sau chuyến đi lần này, hắn sẽ sung kích thánh vị. Thánh nhân hai ba trăm tuổi, từ xưa đến nay có mấy người. Thời đại này đang dậy sóng, đáng tiếc là, Lăng Hàn chú định chỉ có thể đứng ngoài quan sát, hắn không có tư cách tham dự. Ai, hắn đại khái là không cam lòng, cho nên mới khăng khăng khiêu chiến Hàn Vân. Vấn đề là, cho dù ngươi không chế thì thế nào, ngươi có thể thành tôn giả sao? Ngươi có thể thành thánh sao? Cho nên, ngươi trung quy sẽ bị thời đại vứt bỏ. Mọi người đều nhìn chằm chằm, lăng hàn xuất thủ, hắn xuất ra một chỉ điểm vào dòng sông kia. Chín người lâm đạo quy tắc như ẩn như hiện, đan vào thành phiến, từ đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ không gì sánh bằng. Bành, điểm ra một chỉ, dòng sông lập tức giải tán, nhưng 14 đạo quy tắc thất tinh vẫn hiển hiện, chúng hóa thành một đạo thần kiếm tiếp tục chém xuống. Nhưng mà, Lăng Hàn đánh ra đạo tác hóa thành nắm đấm chặn thần kiếm. Tạp, tạp tạp kẹt, thần kiếm và nắm đấm cùng xuất hiện vết dạn cuối cùng cùng nhau vỡ nát. Cái, cái gì, mọi người trợn mắt nhìn, đỡ được, hơn nữa còn hờ hững và nhẹ nhàng. Gia hỏa này thành tôn giả rồi. Không không không, khí thức của hắn vẫn là giáo chủ, hơn nữa đám người này đều nhìn thấy rõ ràng, đối phương dùng quy tắc lục tinh. Trời ạ, à, trời ạ, à, nói cách khác, Lăng Hàn mặc dù bị vây ở giáo chủ nhưng lúc trước hắn chỉ sánh bằng Bách Lý Thiên, đến bây giờ hắn còn lại có thể ngăn cản Hàn Vân, thực lực của hắn tăng trưởng bao nhiêu. Phải biết, hắn còn chưa sử dụng năng lượng màu đen đấy. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, chính là đinh thụ mấy người cũng là ngược lại đánh khí lạnh, lộ ra vẻ nghiêm nghị. chương năm 2019, Chiến Các Đế Tử Mỗi người đều biết, cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu càng khó. Thời điểm ở cảnh giới thấp đúng là có người nghịch đại cảnh giới đánh thắng đối thủ, khi tu vi tăng lên khả năng vượt cấp chiến đấu càng nhỏ mà tới được tôn giả cũng chỉ có thế hệ hoàng kim mới có thể vượt qua thất tinh nhưng lang hàn thì sao hắn vượt qua một đại cảnh giới không tính hơn nữa còn có không ít tiểu cảnh giới ngươi là quái vật gì thế hàn vân cũng không nghĩ tới hắn sửng sốt một chút sau đó xuất thủ lần nữa oanh oanh lần này bảy dòng sông ập tới lang hàn lang hàn tiện tay tấn công và hóa giải công kích sạch sẽ hắn làm rất dễ dàng vào lúc này mọi người không thừa nhận không được lăng hàn thật sự nắm giữ thực lực sánh ngang tôn giả cửu tinh hơn nữa tôn giả cửu tinh còn là thế hệ hoàng kim có thể nói lăng hàn đã quét ngang toàn bộ cấp độ tôn giả quả thực biến thái mà từ xưa tới nay có ai làm được không nên nói với ta mặc dù cảnh giới lăng hàn bị giam cầm ở giáo chủ nhưng thực lực của hắn tăng lên vô hận thậm chí có thể đạt tới thánh nhân ha ha không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi xác định sao phải biết nếu trước đó có người nói giáo chủ có thể ngang hàng tôn giả người có tin hay là không hơn nữa còn không phải tôn giả nhất tinh nhị tinh chính là tôn giả cửu tinh càng là thế hệ hoàng kim nhưng đây là vượt qua hai đại cảnh giới hơn nữa thánh nhân cường đại cỡ nào đốt lên thánh hỏa đã thoát ly cấp độ cường giả mà là đại năng vô thượng mọi người kinh ngạc vì thực lực của lăng hàn nhưng vẫn không cho rằng lăng hàn có thể trưởng thành vô hạn thậm chí ngang hàng với thánh nhân nếu bọn họ đoán được thập ngũ tinh là điểm cuối của lăng hàn hắn đã không cách nào tiến thêm một bước đạt tới thập lục tinh. Hàn Vân không xuất thủ, đạt tới độ cao của hắn, sâu cạn của đối thủ chỉ cần một chút thăm dò là biết rõ, mà hắn có thể khẳng định, Lăng Hàn tuyệt đối không dựa vào ngoại lực ngang hàng với hắn, mà là chính thức có được chiến lực như vậy. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì chỉ là giáo chủ có thể mạnh tới mức này. Lăng Hàn luôn đánh vỡ nhận thức của mọi người, đánh vỡ thường thức và sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có đường lui sao? Tôn giả cửu tinh không làm gì được giáo chủ, nếu không xóa tâm ma này đi, hắn làm sao đột phá thánh vị. Chết, hắn giết tới lần nữa. Thượng bích lạc hạ hoàng tuyền, thiên hà vạn giảm diệt. Oanh, từng dòng sông máu xuất hiện, chúng giống như thác nước đổ xuống. Lăng hàn cười nhạt, hắn lao tới nghênh đón công kích của hàn vân. Bành, 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 hai người kịch chiến, nhưng có thể thấy rõ ràng, lăng hàn rất nhẹ nhóm, khi thì chỉ dùng tay trái, khi thì chỉ dùng tay phải, khi thì thả lỏng hai tay hắn chỉ dùng chân né tránh trái lại hàn vân hắn đã dùng toàn lực ứng phó gương mặt dữ tợn tâm tình sắp sụp đổ lăng hàn hàn vân hét lớn một tiếng oanh trong người hắn sinh ra một tia thánh uy hắn quyết tâm lăng hàn phát động phượng dực thiên tường tránh né một kích này bây giờ trong cơ thể thế hệ hoàng kim đều bị cắm vào thánh cốt từ đó có thể gia tăng sức chiến đấu của bọn họ có thể giúp bọn họ nhanh chóng đột phá thánh cấp Mặc dù Lăng Hàn yêu nghiệt nhưng trước mắt hắn không có lực lượng chống lại thánh cấp, cho nên hắn không thể đối đầu, không thì tự chuốc khổ vào thân, thậm chí tự tìm đường chết. Hàn Vân nhìn thấy có thể chế trụ Lăng Hàn, hắn cười ha ha, hắn gia tăng thế công, mỗi một kích đều mang theo thánh uy, từ đó chiến lực của hắn tăng lên. Liên tục nhường mười mấy chiêu, Lăng Hàn cũng tức giận. Thật sự cho rằng hắn không còn chiêu sao? Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, cuối cùng hắn sử dụng năng lượng hủy diệt. Oanh, một quyền của hắn mang theo năng lượng màu đen và hóa thành tia sáng tốc độ nhanh đến mức khó có thể hình dung tấn công hàn vân hàn vân vội vàng chống đỡ trước người hắn xuất hiện hộ thuẫn hình tròn nhưng bị năng lượng hủy diệt bao phủ phòng ngự như thế có tác dụng gì chứ hộ thuẫn lập tức hòa tan lực quyền tiến quân thần tốc nhưng việc này cũng tranh thủ thời gian cho hàn vân từ đó hắn có thể toàn thân trở ra lang hàn thừa thắng truy kích song quyền công kích liên tục năng lượng hủy diệt hóa thành sao băng đầy trời hàn vân vừa trốn tránh vừa phản kích hắn dựa dẫm vào thánh lực trong người mỗi một kích đều mang theo một tia đây là điểm làm lang hàn không cách nào ngang hàng bởi vậy hai người đều có đại sát khí uy hiếp đối phương nguyên bản vận chiến vật lộn biến thành viễn trình và né tránh ai tất cả mọi người sợ hãi thán phục mặc dù trước mắt chỉ ngang tay nhưng ai càng cường đại chỉ cần nhìn là thấy rõ ràng lang hàn vận dụng đều là năng lực tự thân mà hàn vân lại vận dụng thánh uy đó là bởi vì trong cơ thể hắn bị cắm vào một khối thánh cốt có thể so sánh sao, nhưng thế giới này chỉ nhìn kết quả, không hỏi nguyên nhân. Hàn Vân không có thua, như vậy đủ rồi, hắn sau này có thể bước vào thánh nhân, lăng hàn thì sao? Bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn, cùng tiến lên, diệt tai họa này, lại có đế tử nói, đó là y thái thư. Trước đó hắn đánh cược với Lăng Hàn nên thua hơn 100 đạo tiên khí bát tinh, vừa nghĩ tới hắn đã giận dữ. Hắn hiện tại đã là tôn giả bát tinh, trong cơ thể cũng có thánh cốt, chiến lực chỉ kém hơn Hàn Vân một phần xèo, hắn lao lên và gia nhập chiến đấu. Các ngươi quá hèn hạ, tiểu thanh long quát, hắn muốn gia nhập chiến đoàn, không cần tới, lăng hàn cười to, hắn bộc phát hào khí vạn trượng. Hôm nay, ta sẽ đánh tàn đám gà đất chó sành này. Cái gì, dám xem thế hệ hoàng kim như gà đất chó sành, thế hệ hoàng kim còn sót lại đều nổi giận, hơn nữa. Lăng Hàn cho bọn họ cảm giác quá nguy hiểm, rõ ràng đã bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn nhưng thực lực lại không ngừng tăng lên, nội tâm của bọn họ khó bình an giết, chỉ có giết, bọn họ mới có thể bỏ xuống tảng đá trong lòng. Lần lượt từng thế hệ hoàng kim gia nhập chiến đoàn, trừ mấy đế tộc bảo trì trung lập ra, các thế hệ hoàng kim của đế tộc khác đều tham dự. Trong chiến đấu như thế, tôn giả thế hệ Bạch Ngân không có tư cách tham chiến, tôn giả ngũ tinh trở xuống sẽ bị Lăng Hàn miểu sát. Lăng Hàn cười ha ha, hào hùng như biển, tới đi, oanh, hắn bộc phát toàn bộc hiến lực, 99 đạo quy tắc lục tinh hiển hiện và đan vào thành một cây gậy, hắn cầm trong tay quét ngang đối thủ. Thần hồn của hắn quá cường đại, mặc dù số lượng quy tắc có cực hạn nhưng thần niệm của hắn gia trì, quy tắc không ngừng phóng đại, một kích này mang theo uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu ai đụng vào sẽ phải chết, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, tại sao có thể như vậy? Vừa rồi đơn đả độc đấu, Lăng Hàn chỉ ngang tài ngang sức với Hàn Vân, nhưng bây giờ hắn có thể đấu với nhiều đế tử như thế mà không lâm vào hạ phong. Trời!